Ok, ai xong rồi, ai xong rồi thì bấm xong rồi dùng đường nhá. Ok, cảm ơn tất cả các anh chị. Đấy, chỗ nào nói hay thì anh chị khi nào mà lỡ mà hay á, nói hay á thì anh chị vỗ tay hoặc là này nọ kia tung hoa làm được nhá, tại vì nói chuyện online mà mình tương tác với cái máy tính không à. Ok, mình đi thẳng vào vấn đề của tối ngày hôm nay luôn. Đó là tại sao mà khi mà nói đến nhập hàng Trung Quốc để kinh doanh ấy thì thường nói đến cái việc là nhập hàng bên Trung Quốc. Và bên Trung Quốc thì có rất là nhiều website để anh chị có thể mua hàng. Nhưng mà trong hôm nay Đường sẽ giới thiệu cho anh chị ba cái website mà ở trên màn hình các anh chị đấy, trong cái buổi trước khi họp ấy thì Đường có gửi cho anh chị là anh chị hãy tải ba cái link này về, ba cái website này về, ba cái app này về. Để thứ nhất là bởi vì á nó sẽ có ba cái lý do như sau. Thứ nhất đó là nguồn hàng á thì rất là đa dạng và phong phú. Anh chị là có ý định kinh doanh mặt hàng gì, bất kỳ mặt hàng gì tìm ở trên ba website này đều có hết. Đó, thì trong đó lý do thứ hai á thì đây là ba cái sàn thương mại điện tử lớn nhất của Trung Quốc, trực thuộc tập đoàn Alibaba của Trung Quốc. Thì trong đó là 1688 này là website chủ yếu là bán sỉ và các xưởng sản xuất họ bán ở trên đây rất là nhiều. Nên á đa số tất cả các anh chị đang kinh doanh ở Việt Nam đều lên trên đây tìm nguồn hàng và nhập về hàng để bán từ website 1688. Thì website Taobao là website bán lẻ lớn nhất của Trung Quốc. Hiện tại bây giờ nó không còn là lớn nhất nữa mà có một cái đơn vị thứ hai, đó là Pinduoduo. Thì đấy là cái app mua chung ở bên Trung Quốc. Thì cái việc đấy thì Đường sẽ chia sẻ sau, nhưng mà hôm nay Đường sẽ giới thiệu cho mọi người cái app, nó là Taobao, là website bán lẻ nội địa, nó cũng rất là lớn lớn nhất của Trung Quốc trong vòng 10 năm gần đây. Đó. Và website thứ ba nó có website Tmall.com, thì là website chuyên về hàng thương hiệu. Anh chị có thể mua một đôi giày Nike, một đôi giày Puma, một đôi giày Adidas ở trên đây, vào cái cửa hàng chính hãng của Nike, Adidas, Puma anh chị có thể mua được, hoặc là H&M hay là Uniqlo hay là ABC này nọ kia, anh chị có cái hãng nào mà nổi tiếng thì anh chị đều lên trên đây anh chị tìm kiếm và có thể mua được sản phẩm và cam kết với anh chị rằng hàng là hàng chính hãng. Đó. Và điều quan trọng nhất là điều thứ ba, đó là khi mà các anh chị mua hàng trên ba cái sàn thương mại điện tử này ấy, thì anh chị sẽ được quyền lợi, bảo vệ cái quyền lợi của mình khi xảy ra những cái sự cố. Ví dụ như là mình mua hàng và mình không nhận được hàng giống như ý hoặc không nhận được hàng thì mình có quyền khiếu nại, cũng giống như các anh chị mua các sản phẩm ở trên sàn thương mại điện tử ở Việt Nam cũng thế, mua trên Shopee cũng thế, mua trên Lazada cũng thế. Nếu như anh chị mua sản phẩm nó không đúng như cái mô tả ở trên thông tin trên gian hàng bán thì anh chị có thể hoàn toàn khiếu nại với sàn, và sau đó là sàn nó sẽ làm việc với nhà cung cấp, và sau đó thì nhà cung cấp sẽ hoàn lại tiền hoặc là gửi lại hàng cho mình. Thì đấy là cái quyền lợi của các anh chị khi mà mua hàng ở trên những cái sàn thương mại điện tử như thế này bên Trung Quốc. Đấy là ba lý do chính. Ok, thì á, ở trong đây thì hồi nãy thì Đường có khảo sát sơ sơ, thì ở đây có rất là nhiều anh chị đã từng nhập hàng từ bên Trung Quốc rồi, và có nhiều anh chị chưa nhập hàng Trung Quốc. Thì á, những anh chị những cái khó khăn của anh chị về vấn đề là nhập hàng Trung Quốc, như là hồi nãy Đường có nghe nói là ok, không biết tiếng Trung này, đúng không? Rồi không tìm được nguồn hàng này, không biết cách đàm phán với shop như thế nào này, không tìm được đơn vị vận chuyển, và cái cuối cùng rủi ro lớn nhất đó là các anh chị sẽ bị mất số tiền anh chị nhập hàng tới bên Trung Quốc nếu như anh chị không tìm được cái đơn vị vận chuyển nó uy tín. Đó, giống như câu chuyện ngay đầu buổi họp Đường có nói chia sẻ với anh chị, đó là anh chị có thể mua tìm thấy những cái sản phẩm, tìm những nhà cung cấp, nhà vận chuyển ở bên Việt Nam làm dịch vụ vận chuyển, thì khi mà xảy ra sự cố mất hàng thì họ chỉ đền đâu tầm từ 3 đến 5 lần giá trị cái tiền cước vận chuyển thôi, so với cái giá trị tiền hàng của anh chị ấy, nó không đáng bao nhiêu cả. Thì nếu mà như thế thì anh chị sẽ mất đi rất là nhiều, đúng không? Đó. Nên là cái cách mà tìm cái đơn vị vận chuyển uy tín như thế nào nó cũng rất là quan trọng. Thì một lát nữa Đường sẽ chia sẻ cho anh chị từng phần một và sẽ giải đáp hết tất cả những thắc mắc của anh chị trong cái buổi tối ngày hôm nay luôn. Ok không ạ? À? Mọi người ok, bấm ok dùm Đường nha. À. Ok đúng không ạ? À? Ok, vậy thì bây giờ Đường sẽ theo cái sơ đồ slide đầu tiên Đường có chia sẻ với mọi người, đó là mình sẽ đi từng bước một, đó là tạo tài khoản rồi tìm kiếm nguồn hàng như thế nào. Ok không ạ?
Ok, anh chị có đang thấy cái màn hình đường đang share ở trên màn hình không? Thấy rõ không? À, mọi người thấy rõ đúng không ạ? Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Tại vì đừng sợ là tối nay á là mọi người online qua Zoom này, rồi cũng như là mấy ngày hôm nay thì là mạng ở bên Việt Nam đang rất là chán, đang bị đứt cáp, nên là cái việc mà load những cái trang một sớm 8 hoặc tao bao ấy thì nó sẽ rất là khó khăn và rất là chậm. Thì rất là may là bây giờ đến tại thời điểm bây giờ nó cũng đang ok. Thì đầu tiên đó là mình đến cái website 1688. Đây là website bán sỉ và dành cho những nhà sản xuất, họ bán hàng ở trên đây rất là nhiều. Các anh chị ở Việt Nam, anh chị tìm một cái sản phẩm ở đấy ở Việt Nam đang bán ở trên Shopee, Lazada, tìm ở trên đây đều có tầm 90%, còn 10% còn lại dành cho những cái sản phẩm thương hiệu riêng. Còn các anh chị tìm bất kỳ một sản phẩm nào ở trên đây, đa số 90% đều tìm thấy. Thì đầu tiên đó là cái việc mà đăng ký tài khoản. Cái điều lo sợ của các anh chị đó là nhìn thấy cái website khi mà bật lên thế này á, nhìn thấy nó toàn chữ Trung Quốc không đúng không? Vậy thì làm thế nào để có thể mình đọc hiểu đúng không? Bản thân Đường cũng giống như tất cả các anh chị thôi ạ. Đường đâu biết tiếng Trung đâu. Vậy thì Đường có một cách mà Đường tin là tất cả các anh chị đều biết, đó là cái công cụ Google Translate, gọi là Google dịch. À, Google dịch. Thì ở đây đầu tiên đến cái bước đó là tạo tài khoản cái đã. Ok không ạ? Đây là Đường sẽ dịch qua tiếng Việt nhá. Đây dùng Google Translate này, dùng qua tiếng Việt này. Ok không? Mọi người thấy này, đây có cái phần đăng ký tài khoản này. Ok không ạ? Đây đăng ký tài khoản, bấm vô. Rồi, nó ra một cái trang như thế này. Ok, sorry đừng bấm nhầm. Đây là trang đăng ký tài khoản. Thì ở đây có hai phần. Một phần đầu tiên ấy là cái phần dành cho doanh nghiệp. Cái hình thứ hai ấy, một mình không á, dành cho cá nhân. Thì ở đây mình sẽ chọn dành cho cá nhân nhé. Mình sẽ chọn dành cho cá nhân. Đó, mình sẽ chọn cá nhân. Rồi, ở đây mình không biết tiếng đúng không? Mình không biết cái gì hết đúng không? Ok, mình cứ xài công cụ dịch bình thường, chuyển qua tiếng Việt này. Đấy, đó, chuyển qua tiếng Việt. Thì cái ô đầu tiên á, là cái ô tên đăng nhập, tên mà anh chị muốn tạo ấy là tên đăng nhập. Ok, đừng chuyển về cái tiếng Trung đi ha cho dễ, không bị cắt mất. Đầu tiên đó tên đăng nhập thì anh chị có thể điền cái tên đăng nhập vào. Ví dụ như là đường 1 2 3 4 5. Đó, ví dụ vậy. Và cái ô thứ hai và ô thứ ba á, ô thứ hai này á là ô đăng nhập mật khẩu. Và ô thứ ba á là nhập lại cái mật khẩu vừa rồi. Thì ở cái phần ô mật khẩu này này mọi người để ý này. Độ dài tối thiểu là 6 ký tự và bao gồm ít nhất có một chữ viết hoa, một ký tự đặc biệt và chữ số. Rồi, cái ô thứ tư ở đây mọi người thấy số cộng 86 thì đây là khu vực. Thì ở Việt Nam mình là mã nước của mình là 84 đúng không? Cộng 84 mình kéo xuống dưới gần hết luôn nhé. Đây, cách thứ ba dưới lên có cộng 84 này, mình chọn cộng 84 vô này. Thì ở Việt Nam mình có mạng Mobivina rồi Viettel đúng không? Rồi nhiều nhà mạng khác nữa. Thì đầu tiên sẽ là ví dụ 09 hay là 07, 03 gì đấy hay 08 gì đấy, thì mọi người hãy bỏ số 0 đi và chỉ điền vào giúp Đường là cái số tiếp theo thôi. Ví dụ là không, số điện thoại của Đường là 090 09495 đúng không, thì Đường sẽ đánh là 4949596112 đó. Và đến tiếp theo đó là mình kéo vào cái ô thanh trượt này để xác nhận rằng mình không phải là con robot, tích vào ô đồng ý điều khoản rồi bấm ok. Tên tài khoản đã được đăng ký. Mọi người có làm kịp không ạ? À? Mọi người có làm kịp không ạ? À? Ok, mọi người thấy kịp, bấm chữ kịp giùm Đường nhá. Nếu mà nhanh quá hoặc là nghe không rõ, mọi người vui lòng chat lên ô chat giùm Đường nhá. Ok, cảm ơn mọi người. Thì đây, sau khi mình nhập cái số điện thoại rồi ấy, nó gửi về cho mình rồi ấy, thì ở đây là mình sẽ nhận được cái mã OTP. Và sau đó thì mình sẽ nhập cái OTP vào đây ha. Và sau đó mình cái bấm nút màu cam này là ok. Đó. Ok không ạ? À? Thì cái mục đích á, cái việc mà mình đăng ký cái tài khoản này á, giúp cho mình này. Thứ nhất này, khi mà mình tìm kiếm sản phẩm, nó hỏi, nó bắt mình login liên tục, liên tục, liên tục. Nếu không có tài khoản nó bắt liên tục.
nên là mình sẽ đăng ký cái tài khoản này để mình login. Và sau khi mình đăng ký chỉ cần một cái tài khoản này thôi, mình có thể login được vào ba website như là 1688, Taobao, Tmall này, hoặc là AliExpress, hoặc là thậm chí là Alibaba.com luôn. Đó, nên là anh chị chỉ cần đăng ký một lần thôi là anh chị có thể login được rất là nhiều cái tài khoản trực thuộc của tập đoàn Alibaba luôn ha. Hoặc là cái phần mềm chat, một lát nữa anh chị sẽ chat với shop là Alibaba Wang thì cũng dùng cái tài khoản này luôn. Đó, ok ha. Rồi, đây là cái phần sau khi mình đăng ký tài khoản xong đúng không? Đó. Còn đường đây là đăng ký xong rồi, bây giờ đừng đăng nhập đúng không? Đó. Pinduoduo thì không thuộc tập đoàn Alibaba nhé. Pinduoduo là một công ty khác. Không login được. Ok. Thì hôm nay Đường sẽ chia sẻ cho các anh chị về cái cách tìm kiếm nguồn hàng ở 1688, rồi đến Taobao, rồi đến Tmall. Thì các anh chị sẽ thời gian thì nghĩa là từ giờ đến của chương trình của mình nó rơi vào tầm chừng 9 giờ đúng không? Một tiếng thì Đường nghĩ sẽ là không đủ đâu. Thì anh chị có AliExpress ok nhé. AliExpress thì ok. Không đủ đâu. Nên là anh chị có thể dành thời gian nhiều hơn đúng không ạ? Ok không ạ? Đồng ý không? Đăng ký trên Taobao 1688 đều được. Đều được hết ạ. Đều được hết. Đều được hết. Đều được hết. Đều được hết nữa các anh chị. Ok. Rồi đến vấn đề thứ hai. Sau khi mà mình tìm mình đăng ký được rồi. Anh chị nào mà lỡ mà chưa đăng ký được ấy, hoặc là không nhận OTP giống như hồi nãy Đường nói ấy, là do nhà mạng ở Việt Nam đang chặn ấy, thì anh chị đừng có bấm cái kia nhiều quá, thì có thể là ngày mai mình làm sau, ok không ạ? Để mình theo kịp được cái chương trình buổi tối ngày hôm nay. Mọi người tối hôm nay mọi người sẽ chú ý vào đây thôi ha. Em chưa biết đăng ký em mới vào em chưa biết đăng ký đây ha, làm lại ha. Đây này, mọi người bấm vào nút đăng ký ở trên thanh trên cùng này, kế cái hồng bao á. Đó, kế cái hồng bao đây này, có cái nút ở đây này, là nút đăng ký. Đây cái chữ này, chữ đăng ký này. Nếu như không biết á thì bấm vào cái Google dịch Translate ở góc bên trên này này. Đó, chọn qua tiếng Việt. Ok không? Rồi. Ok không bạn hàng? Đó. Rồi. Bạn bấm vào đây và sẽ nhảy qua đây. Thì ở đây nó sẽ có hai cái sự lựa chọn, một là doanh nghiệp, hai là cá nhân. Mình không phải là doanh nghiệp thì mình chỉ là cá nhân thôi, thì mình vui lòng chọn cái cá nhân. Đừng có bấm dấu X nhá, bấm nút ở phía dưới đồng ý này, bấm vào nút cá nhân. Cho nó load lại. Và sau đó thì mình đăng ký thôi. Ok không ạ? Để không mất thời gian của nhiều người khác ấy, thì cái vấn đề này á, thì đăng ký cái tài khoản này á, thì sẽ ở trên Google rất là nhiều. Và anh chị sẽ làm lại cái vấn đề này, hoặc là cuối buổi thì sẽ có những bạn hướng dẫn cho anh chị. Ok các bạn xem lại trên Zoom nhá. Ok, cảm ơn các anh chị. Rồi, đến cái bước thứ hai, sau khi mình có cái tài khoản rồi thì mình đến cái việc đó là tìm kiếm nguồn hàng. Ha, tìm kiếm nguồn hàng thì ở trên 1688 bây giờ bản thân Đường cũng giống như anh chị thôi, không biết tiếng một tiếng nào Trung Quốc cả. Và bây giờ làm thế nào để mình tìm kiếm? Thì như hồi nãy Đường nói đó là mình dùng công cụ Google Translate của Google. Ví dụ như anh chị muốn muốn tìm sản phẩm gì, anh chị đăng ký nào, anh chị đến đăng ký nào. Xong rồi Đường sẽ tìm nhá. Dịch từ tiếng Anh qua tiếng Trung cũng được. Dịch từ tiếng Việt qua tiếng Trung cũng được nhá. Ví dụ như là cục sạc dự phòng đi. Mình chuyển qua lại nhá. Đây, bộ sạc dự phòng. Ok luôn. Thử copy nhá, nó ra gì nhá. Đồ chơi trẻ em. Đồ chơi trẻ em, ok. Đồ chơi trẻ em. Đồ chơi trẻ em nha, đồ chơi gì? Càng cụ thể càng tốt nhé. Từ khóa thì anh chị search bộ từ khóa, có thể là theo ngành hoặc là từ khóa theo các sản phẩm mà anh chị biết nhé. Đây là anh chị đang search theo cái ngành nhé. Theo cái ngành hàng ấy, ngành hàng đồ chơi ấy. Thì khi mà mình search từ ngành hàng đồ chơi trẻ em ấy, thì nó sẽ hiện ra cho mình tất cả những cái sản phẩm ngành hàng. Còn anh chị biết rõ sâu về cái sản phẩm cụ thể luôn, ví dụ đồ chơi Lego, lắp ráp hay là gì đấy, thì mọi người sẽ có được cái từ khóa nó chính xác nhất. Đó. Ví dụ ở đây có đàn này, có ghế học này, ABC này, bộ chơi Lego lắp ráp này. Đó. Đây này.
Đó. Đây là anh chị search bằng từ ngành hàng này thì nó ra rất là nhiều các sản phẩm, và anh chị lúc đấy anh chị sản phẩm anh chị sẽ chọn, đúng không? Anh chị sẽ chọn. Thì ở đây á, cái màn hình đầu tiên khi mà anh chị search từ ngành hàng á, nó sẽ liệt kê là cho các anh chị này những cái cửa hàng bán cái sản phẩm liên quan đến cái ngành hàng đó. Nó ở đây gồm có những cửa hàng nó bán ở đây được 4 năm này, cái thằng này là nhà sản xuất này, cái đầu trâu này nhà sản xuất này, nó kinh doanh được trên một xóm 8 là 2 năm này đấy, và số lượng sản phẩm này đó nó bán được là 800 ngàn sản phẩm ha, cái sản phẩm này bán 800 ngàn sản phẩm này đó, rất nhiều ha, rất nhiều sản phẩm, rất nhiều mẫu mã. Rồi anh chị chọn ok không ạ? À? Thì đây là cái bước đầu tiên thôi. À, đấy là anh chị không biết sản phẩm là cụ thể là gì, anh chị chọn theo search theo ngành hàng thì nó sẽ là như thế này. Và anh chị có thể search được theo cái doanh số bán hàng chạy nhất. Cái số lượng bán này là cái số lượng bán từ đầu đến giờ nhé. Cái số lượng bán này là cái số lượng bán từ đầu đến giờ. Còn một lát nữa đi vào sâu trong á, từng shop luôn thì sẽ có số lượng bán trong vòng 30 ngày gần nhất. Thì cái bán 30 ngày gần nhất là cái mà anh chị sẽ quan tâm. Ok không ạ? Đó, đây là cái số lượng bán sản phẩm bán chạy nhất này. Sau khi đường sợt là bán sản phẩm bán chạy nhất này. Thì ở đây nó sẽ có này, nó sẽ sắp xếp theo số lượng sản phẩm đã bán. Đó. Số lượng sản phẩm đã bán. Đó, và vào đây nếu như anh chị đang mông lung đi ha, đang mông lung cứ trong đầu đang nghĩ là ok bán đồ chơi trẻ em thì ok cứ sợt đồ chơi trẻ em, xong vào đây mình thấy sản phẩm là bán được. Bán thích, mình thích, cảm thấy thích mình bán thì mình bán, và đấy là cũng là cái sai lầm mà đa số tất cả các anh chị mới bắt đầu đều bị ha. Nên là trước khi sau khi các anh chị vào đây, các anh chị xem rồi, ví dụ các anh chị thấy cái sản phẩm này là cái xe xe đồ chơi đúng không, có lò xo đúng không, thì á, khi mà anh chị nhìn thấy cái sản phẩm này thì anh chị quay ngược lại ở Việt Nam, anh chị search cái từ khóa theo anh chị suy nghĩ là cái đồ chơi xe lò xo, đừng nói ví dụ lên Google Việt Nam đi ha, đừng search đi ha. Hoặc lên Shopee luôn ha, đừng search cho anh chị xem. Đồ chơi xe trẻ con. Ví dụ vậy. Đó, ở đây nó hiện thị đây, rất là nhiều cái loại đúng không? Đây là có đồ chơi xe trẻ con này. Ở đây nó cũng bán này. Đó, nó không, nó tương tự giống sản phẩm kia thôi. Thì á, có nghĩa là khi mà mình về đây, mình xem thì mình biết được là ok, cái sản phẩm đấy ở Việt Nam nó search bằng từ khóa gì. Đúng không ạ? Nó search bằng từ khóa gì? Bởi vì là khi mà mình biết được cái sản phẩm mà mình nhập về bán, người mua hàng họ search bằng từ khóa gì, giống như hành động vừa rồi Đường vừa làm ấy, thì các anh chị mới biết cách đặt cái tiêu đề của cái sản phẩm đấy nó như thế nào và làm thế nào để mình bán được cái sản phẩm đấy. Đấy là điều rất là quan trọng. Ok không ạ? Anh chị em đồng ý không ạ? À, sau khi mình thấy sản phẩm rồi, mình phải phải biết được là cái sản phẩm đấy, cái tên nó là gì, cái cách đặt tiêu đề của sản phẩm nó như thế nào, để khi mà mình lên Google mình search, hoặc lên trên mình định bán ở đâu, bán ở trên Facebook, mình search ở trên Facebook như thế nào, mình bán ở trên Google, mình bán ở sàn thương mại điện tử, thì mình lên cái nơi mà mình đang định bán á, mình search những cái từ khóa liên quan đến cái sản phẩm mà mình thấy đó, mình xem là ở Việt Nam có thằng nào là bán chưa, rồi cái số lượng bán nó như thế nào, ví dụ vậy. Đó, mình thấy ở bên Trung Quốc nó bán rất là tốt, nhưng mà mình thấy cái sản phẩm nó bán rất là tốt, nhưng về Việt Nam mình không biết cách quảng cáo, giống như hồi nãy có một số anh chị ngay từ đầu buổi nói ấy, là ok mình thấy cái sản phẩm đấy rồi, mình thích sản phẩm đó rồi, mình nghĩ trong đầu ấy là sản phẩm đó mình sẽ bán được, nhưng mà về mình cái đăng cái tiêu đề gì gì ấy đó mà nó không đúng với cái nhu cầu của khách hàng tìm kiếm, nên là cái sản phẩm của anh chị không bán được. Ok không? Đó, nên là cái việc mà khi mà mình thấy sản phẩm rồi thì mình sẽ phải nghĩ ra cái tên cái sản phẩm đấy, search cái sản phẩm đấy ở Việt Nam rồi bán. Rồi quay ngược trở lại, đó là mình sau khi mình cái tìm, giả sử như là mình tìm được một cái bộ sản phẩm này, anh thấy ở đây này, cái bộ sản phẩm này ở Việt Nam bán khá là nhiều ha. Sau khi được nói ví dụ giả sử đi ha, mình tìm được cái bộ sản phẩm này rồi thì mình đi vào trong cái shop đó mình xem coi, ok, cái thằng này là bán hàng là được 1 năm này, số lượng là gần 5 sao này, đó, thế là cũng ok, đúng không? Đó, sản phẩm này hiện tại bây giờ đang là 58 tệ đến 128 tệ, có rất là nhiều mã sản phẩm. Ở đây do mạng loát không kịp nên là nó không 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 hiện ra hết cho anh chị. Đây giá nó rơi vào tầm từ 216.000 đến 471.000. Đây đây, nó sẽ chọn luôn này, có thấy luôn này. Đó bao nhiêu món này, 90 món này. Đó. Đó. Nó có đúng không? Đây. Đây là thông tin lịch sử của nhà bán hàng.
kết quả người ta kinh doanh trên một xóm 8. Cái hoa hoa chữ A này á là huy chương giao dịch 5 sao, có nghĩa là ok. Đó, đây là cái level mà người ta đạt được trong cái việc bán hàng của người ta. Thì ở 1688, tao bao thì có những cái chỉ số đánh giá khác nhau. Ví dụ như là một kim cương, hai kim cương, ba kim cương, bốn kim cương, rồi tao bao thì là vương miệng hoặc là đầu trâu. Cái doanh nghiệp này, cái shop này là đang là một cái shop bán hàng bình thường này, nhà bán sỉ bình thường này. Đó, và số lượng sản phẩm anh chị mua đó là phải lớn hơn 2 nhá. Dạ. Rồi, ở đây này. Ở đây nó sẽ có cái chỉ số này. Đây, đường sẽ bật lên cái Google Translate cho anh chị thấy nhá. Ok, trong có 30 ngày. Ok không ạ? Bán được hơn 10.000 sản phẩm. Và có hơn 70 đánh giá cái sản phẩm đấy. Và tỷ lệ đánh giá giao dịch nó đang rất là tốt. À. Rồi đây, có cái phí vận chuyển nội địa Trung Quốc. Khi mà anh chị mua hàng nhé, thì bao gồm khi mà anh chị nhập hàng từ bên Trung Quốc thì có rất là nhiều loại phí. Thì cái phí có hai phí mà bắt buộc các anh chị sẽ phải chi ra này. Đầu tiên, đấy là cái phí mua hộ nếu như các anh chị phải nhờ một đơn vị thứ ba, là phí mua hộ. Và phí thứ hai là phí vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Đấy là hai phí bắt buộc. Ok không ạ? Và cái phí thứ ba này, những cái phí này là những cái phí mà anh chị có thể có hoặc không này. Ví dụ này, đấy là cái phí vận chuyển nội địa Trung Quốc. Có shop thì là nó có shop thì nó là không có. Thì ở trên Taobao á, là 80%, đấy là website bán lẻ mà, thì 80% là nhà bán hàng họ sẽ tài trợ cái phí ship đấy. Còn đối với 1688, họ chủ yếu là bán sỉ, giá thành nó đã tốt hơn Taobao rất là nhiều rồi, nên nó sẽ để cái phí ship. Thì mọi người cũng sẽ để ý cái phần phí ship nội địa này rất được nhé. Đó, phí ship này, ví dụ như mình tăng lên cái số lượng là bao nhiêu thì nó sẽ nhảy cái phí ship này. Ví dụ shop này là không đăng cho free này. Còn ví dụ có những shop nó sẽ có cái phí vận chuyển, ví dụ 5 tệ, 10 tệ, ví dụ vậy. Và khi mà mình mua số lượng lớn thì nó sẽ nhảy lên cái phí ship tương ứng. Thì cái phí ship này á, thì đấy là cái phí ship nội địa mà các anh chị giống như ở Việt Nam đang trả cho tiền ship mua trên các gian hàng ấy, trả cho các đơn vị vận chuyển ấy, kiểu đấy. Đó, nó sẽ là như thế. Hoặc là có những cái mã free ship này nọ kia thì ok, đấy là những mã của sàn, đúng không? Đó, thì còn ở đây này, cái mục này á, là cái mục mà cái địa chỉ nhận hàng. Thì cái mục địa chỉ nhận hàng này ấy, thì nếu như anh chị là người mới bắt đầu có ý định order nhập hàng kinh doanh, thì tìm những đơn vị vận chuyển và những đơn vị mua hộ, bởi vì mình ở Việt Nam là mình mua ở bên Trung Quốc á, thì cần phải có cái tài khoản ngân hàng Trung Quốc đó, để add vào các tài khoản Alipay để thanh toán cho nhà cung cấp ở bên Trung Quốc. Nên mình ở Việt Nam mình không có cái đó thì phải nhờ một đơn vị thứ hai trung gian, đơn vị thứ ba trung gian để mình thanh toán cái số tiền này giúp cho mình, nên mình sẽ có cái phí là phí mua hộ. Ok em ạ, bình thường ở trên thị trường nó lấy đâu tầm của chừng từ 1-3% gì đấy. Ở trên thị trường ha, nó lấy từ 1-3% giá trị cái sản phẩm mà mình mua. Đó. Thì nó sẽ lấy như thế. Sản phẩm cũng như là nếu mà có phí nó tính luôn nhá, có phí nhá. Đó, thì khi mà người mua họ mua cho mình ấy, thì ví dụ như là ok mình hỏi được là ok cái địa chỉ mà người nhận hàng ở bên Trung Quốc là ở đâu, thì mình sẽ chọn ở đây và mình sẽ biết được là cái địa chỉ, cái phí ship nội địa là như thế nào. Anh chị có thể hoàn toàn check được cái việc này á. Ok, ở bên Trung Quốc nó bán hàng, nó đầu tư rất là nhiều về hình ảnh, anh nên anh chị chỉ cần á, về đây zoom to màn hình đang bị bé à. Không lát nổi H315. Cái không loát nổi là hiện tại mọi người đang xem ở trên Zoom, màn hình đường đang chiếu cho mọi người đang bị lag, bị giật, mọi người xem không kịp, hay là mọi người đang tự làm ở trên máy tính của mình. Xem bình thường đúng không ạ? Ok. Mọi người á, mọi người ơi, mọi người có thể tập trung vào cái việc mà đường hướng dẫn ở đây, sau đó thì sẽ có một cái record màn hình lại cho mọi người, và sau đấy thì mọi người sẽ làm theo đúng không ạ? Hoặc là cuối buổi ngày hôm nay thì sẽ có những cái bạn, nếu anh chị còn ấy chỗ nào thì sẽ có những bạn hỗ trợ support cho anh chị. Ok, hỗ trợ cho anh chị, ok nhá. Thì á, đối với sản phẩm á, thì ở bên Trung Quốc, các shop Trung Quốc á, họ đã đầu tư rất là tốt, họ đã chụp hình như rất tốt như thế này rồi. Và anh chị có thể, khi mà anh chị nếu muốn nhập về để kinh doanh ấy, thì anh chị chỉ cần ok copy và xóa những cái
chữ cái này thôi, chữ Trung Quốc thôi, ok không? Những cái hình nào mà có chữ Trung Quốc lồng vào ấy, thì ok, mình không lấy. Còn những cái nào mà mình không có thì ok, mình lấy, ok không? Đó. Đó. Thì đây là đây, mình sẽ bấm vào đây nhá, mình xem đánh giá đây nhá. Đây đánh giá này, cái phần này phần rất là quan trọng để đánh giá này một cái sản phẩm mà mình có nên mua hay không. Thì á, người ta bảo kêu là ăn cỗ thì đi trước mà lội nước thì theo sau. Mua hàng online á, thì vào xem những người mà đã bỏ tiền ra trước mình rồi, họ mua sản phẩm rồi, họ về review rồi, thì á, mình hãng mua lại, ok không? Có anh chị sẽ feedback với Đường là sẽ phản bác với Đường là ok, gặp phải cái đơn hàng người ta đánh giá ảo ABC là ok, nhìn vào thì anh chị sẽ biết ngay là cái nào là ảnh đánh giá ảo và cái nào là không đánh giá ảo nha anh chị, ok không ạ? À? Thì đây này, những người này là level 5 này đó. Hình sản phẩm chụp này ok đúng không đó, review đây sản phẩm đó, nhiều người đánh giá đều rất là tốt, 5 sao, 5 sao hết, không có cái đánh giá nào xấu. Còn cái sao ở bên cạnh này á, là cái level của cái tài khoản mua hàng nha anh chị đó. Thì level nhiều càng sao thì ok, cái sẽ có được nhiều cái ưu đãi hơn của sàn. Thì cái này là từ bên tài khoản ở bên Trung Quốc đó. Thì đây là Đường vừa mới chỉ cho các anh chị xem cái cách mình xem một cái sản phẩm như thế nào, cách đánh giá cái sản phẩm đấy như thế nào, có nên mua hay không mua đó. Ví dụ như đối với Đường, ví dụ sản phẩm này ok, Đường thấy tốt, nhiều người mua, ok, với giá 216.000 với việc là mình mua 2 cái trở lên. Còn nếu ví dụ như là mình mua về để sử dụng ok, thì mình vẫn mua 2 cái hoặc là tìm những cái shop mà mua 1 cái thôi, kiểu kiểu đấy, ok không ạ? À? Mình sẽ thấy giá ở đây này, qua cái shop khác mình lấy cái hình này. Tí nữa cái cách tìm kiếm thứ hai ấy, thì Đường sẽ chỉ cái cách tìm kiếm thứ hai luôn. Đó là sau khi mình thấy cái sản phẩm này rồi, ok, mình chỉ Đường chỉ cách thứ hai luôn cho anh chị nhé, theo luồng luôn cho dễ ha. Ví dụ cái sản phẩm này đi, Đường thấy là ở đây bán số lượng ít nhất phải 2 cái đúng không? Mà giá thấp nhất là rơi vào tầm của chừng từ 216.000 đến 470.000. Ok, bây giờ Đường click vào sản phẩm này, Đường Đường lấy hình luôn nhá. Đừng lấy hình của nó luôn. Và sau đấy Đường sẽ đi tìm kiếm bằng cách thứ hai. Đầu tiên là cách sợt từ khóa đúng không? Cách thứ hai là cách tìm kiếm bằng hình ảnh. Bây giờ ví dụ như Đường muốn mua 1 cái thôi đúng không? Ok, bây giờ Đường tìm những cái đơn vị nào mà những cái shop nào ấy mà mua 1 cái thôi. Đây ha, đây là cách đầu tiên Đường vừa giới thiệu cho mọi người về cái cách tìm kiếm bằng từ khóa ha. Anh chị có biết càng rõ cái từ khóa nào thì anh chị search càng tốt. Còn đây là cái search bằng ngành hàng á, thì là search cái sản phẩm anh chị phải đi tìm rồi đúng không? Đó, thì anh cái mục search bằng ngành hàng ấy, thì anh chị sẽ biết được là gì, là những cái sản phẩm mà đang bán tốt. Có anh chị nó đang bật mic. Đúng rồi, ở bên đấy đánh giá ít, đánh giá ảo hơn. Các anh chị sau khi dành nếu như xài bằng cái công cụ search bằng từ khóa thì cái ưu điểm của nó là gì? Đó là các anh chị tìm được cái sản phẩm sau khi anh chị tham khảo thị trường ở Việt Nam, tìm thấy anh chị lười biếng thì anh chị lên những cái Shopee, lên trên Lazada, anh chị thấy vào trong những cái gian hàng mà người ta đang bán, anh chị thấy cái sản phẩm nào cùng ngành với anh chị và thấy đối thủ của mình đi và đang bán cái sản phẩm đấy và mình cũng muốn nhập cái sản phẩm đấy về bán. Chẳng hạn ví dụ vậy, nói cho là tiểu nhân đi ha. Ok, làm kiểu đấy. Mình vào đấy mình làm. Cái này đừng nói sau này record lại mấy shop chửi đừng chết luôn á. Nhưng mà thôi ok, lỡ nói rồi nói luôn. À, nếu như anh chị lười biếng đi vào những cái shop ở trên Shopee hay là Lazada, anh chị thấy cái những cái đối thủ của mình á đang kinh doanh mà anh chị thấy cái sản phẩm đấy bán vào biên độ lợi nhuận khá là tốt
Thì ok, anh chị lấy về, anh chị vào đây anh chị tìm cái nguồn, thì á anh chị search bằng từ khóa này, thì nó sẽ rất là tốt, search bằng hình ảnh thì nó rất là tốt luôn. Đó, thì đấy là cái lợi thế. À, mình vào đây thì mình tìm cái sản phẩm đấy luôn. Đừng nói ví dụ như là ở đây đừng có search thử lúc hồi chiều đừng làm video này, đừng search thử đi ha. Cái sản phẩm này đấy ha. Ok, đây là cái sản phẩm sạc dự phòng. Giá bán đây, đầu tiên nha, mình khi mà search bằng hình ảnh á thì nó ra cho mọi người cái hình nó giống đúng không? Inox đúng không? Đây, đây là cái lợi thế của việc search hình ảnh này. Đó, ở đây cái ô đầu tiên, cái dòng đầu tiên khi mà search bằng hình ảnh hoặc search bằng từ khóa cũng thế. Anh chị, nếu search đúng tên sản phẩm luôn thì nó ra cho mình được tất cả những cái sản phẩm tương tự và những cái nhà bán hàng bán cái sản phẩm này với giá như thế nào. Đấy, ví dụ như cái nhà này bán hàng ở đây 10 năm này, nhà này bán hàng 2 năm này. Đấy, và sản phẩm này bán được 300 sản phẩm này. Thằng này không bán được sản phẩm nào này. À, cái này là đầu trâu này, là cái xưởng sản xuất này. Đó, thì nó đã bán được hơn 6 6 triệu sản phẩm. Đó, với giá 38 tệ này. Đây là 500 này. 500 nghìn này, sản phẩm này. Đó, cái này là đây, ba thằng này thì giá tầm 30 30 tệ và 38 tệ. Mình bấm vào đây nhá. Này, mình đưa chuột lên trên á, mình sẽ thấy được này, số lượng mà mua sản phẩm mà mình mua á, là tối thiểu chỉ cần hai cái thôi là có giá 30 tệ rồi. Còn đối với sản phẩm này á, cái cửa hàng này á, mình phải mua ít nhất, cái này cũng là hai sản phẩm nhưng mà giá của nó là 38 tệ, có nghĩa là mua cái cửa hàng này này nó rẻ hơn cái cửa hàng này. Đó, cái số lượng bán ra của cái cửa hàng này thì nó nhiều hơn cái cửa hàng này, nhưng cái quan trọng nhất là bây giờ mình phải đi vào từng cái nhà cung cấp đây để được so sánh luôn cho mọi người thấy ha. Mình vào đây, bây giờ mình sẽ so sánh hai nhà cung cấp xem cái nhà cung cấp nào nó ok, nó gần mình, chi phí nó rẻ, số lượng bán, lượt đánh giá, quan trọng nhất như lúc nãy đó là lượt đánh giá. Đây này, bà hơn 10.000 đánh giá rất tốt này, trong vòng 30 ngày này. Trong vòng 30 ngày bán hơn 10.000 sản phẩm. Và trong đó có hơn 20 cái câu nói hồi nãy, câu hỏi mà hồi nãy có bạn hỏi Đường á, là vấn đề là tìm cái sản phẩm nào mà bán trong vòng 30 ngày á, thì đây ha, đi vào sâu chi tiết sản phẩm nó có cho mình. Đây. 20.000 lượt đánh giá. Bấm vào luôn. Người thấy không ạ? Đánh giá 5 sao này. Đó, chủ yếu đánh giá 5 sao. Ok. Thì mình xem như là ok cái công ty này nó uy tín đi ha. Đó, mình thấy là uy tín đi. Đó, thời gian giao hàng 72 giờ. Rồi qua thằng thứ hai. Thằng này là xưởng nhá. Thằng này là xưởng sản xuất nhưng không phải đây là sản phẩm chủ đạo của nó, hoặc là nó chỉ là gia công cho người ta thôi. Ok, ở đây 38 này. Số lượng đánh giá hơn 1.000 này, số lượng đánh giá này, đây có 3 thôi, mình vào xem đánh giá nhá. Cái đánh giá đâu nhỉ? Anh ấy bị xóa, bị ẩn đánh giá đây. Đó. Thì mình thấy mình quay lại á, giá thằng này mặc dù là xưởng sản xuất. Ok không? Nhưng mà giá nó lại cao hơn. Còn thằng này á, nó không phải xưởng nhưng mà giá nó thấp hơn. Giá của nó là tầm 110.000, thử search ở Việt Nam xem cục sạc dự phòng này bán giá bao nhiêu nhá. Đây, cục sạc dự phòng này đây. Chiều đường xem đây. Trong tháng này cái shop này bán được 770 sản phẩm cái cục sạc dự phòng mà đường vừa sợt ở bên kia. Giá bán là 229.000. Ok không ạ? 229.000. Cái thằng này là shop bên Trung Quốc này, shop nước ngoài này, shop Trung Quốc này là một trong những thằng ở bên đấy nó bán qua thị trường Việt Nam với giá là 229.000 và trong tháng vừa rồi nó bán được 770 sản phẩm. Shop mo đàng hoàng nha. Việt Nam bây giờ nếu không đi nhanh á là Trung Quốc nó hốt hết.
Ok không? 110.000 một sản phẩm về Việt Nam bán 229.000. Bây giờ đừng tính chi phí sơ sơ cho mọi người xem nhá. Đó là 110.000, đây là mua một cái ha, đừng không nói không 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 nói nhập số lượng nhiều ha. Khi mà mình nhập số lượng nhiều ấy thì ok mình có thể deal giá được xuống ha, mình nhập số lượng ví dụ 1.000 cái, 2.000 cái hoặc 100 cái, 2 300 cái gì đấy. Còn số lượng lớn thì mình có thể deal được với giá tốt hơn rất là nhiều. Ok không ạ? À? Đừng nó tính sơ sơ thôi ha. Thì ở đây 110.000 cộng với cái phí mua hộ, cộng với cái phí vận chuyển tính ở trên đó là chi phí tối đa maximum của cái sản phẩm này, nó rơi vào tầm cỡ chừng 150 là hết. 150 nếu như nhập đâu tầm cỡ chừng 10 cái 15 cái trở lên đấy, 150, 150 thôi đó, chưa đến 150, tầm 135.000 thì về ở Việt Nam bán 229.000 thì lời nhuận là bao nhiêu? Đấy, anh chị tự tính nhá, cái này đừng không tính nhá, đừng không biết tính. Ok không ạ? Được, chi phí vận tận tay anh chị nhá. Maximum rơi vào tầm từ 140.000. Đó, nếu mua nhiều thì giá xuống còn 100.000 thôi. Đó, và bán là 200 mấy thì lợi nhuận như thế một tháng bán ở bên kia là 700, ở Shopee bán bao nhiêu đây? 700, hơn 700 cái. À, đấy, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Ok không ạ? Anh cài cái gì mà Shopee hiện lên view show? Ok. À, cái này thì đây là cái công cụ Bi nhá, cái extension Bi. Thì khi mà mọi người cài vào á, mọi người kinh doanh ấy, mọi người cài vào thì mọi người sẽ biết được cái số lượng mà cái sản phẩm này bán ra trong tháng là bao nhiêu, lượt view là bao nhiêu và tỷ lệ CA của nó là bao nhiêu phần trăm trên cái lượt view. Đó, mọi người sẽ đánh giá được ha. Trong phần thông tin shop có tỷ lệ quay lại mua hàng trung bình ngành và thời gian giao hàng, ba mũi tên xanh đỏ. Ok, ở bên này đúng không ạ? Ok. Đây. Đây là cái phần đánh giá của cái mọi người đang thấy ở trên này đúng không ạ? Đây là cái phần đánh giá này. Cái phần đánh giá thông tin toàn bộ lịch sử của cái cửa hàng này. Tỷ lệ khách hàng quay lại là 38% của cái shop này. Đây, gồm có nếu anh chị không biết nha, đường giống như anh chị thôi, không biết đâu. Lên trên Google Translate cho nhanh. Ông dịch qua nó đấy. Đây ha. Đây, thời gian vận chuyển. Rồi, thời gian khiếu nại. Khi mà dịch qua tiếng tiếng Việt ấy, thì nó sẽ bị như thế này. Rồi chất lượng sản phẩm ABC thì ở đây nó sẽ có cái mục maximum nhá. Maximum là 5. 5%. 5% là maximum. Có nghĩa là nó ở đây nó phân theo level đấy, nó phân theo level là ví dụ như ở 3 này là ít này, rồi là 4 này, rồi 5 này, 5 là cao nhất, có nghĩa là tốt đấy. Đó, là mũi tên đi lên thì nó là xu hướng tốt. Còn mũi tên đi xuống có là dưới trung bình ngành. Đây này, đây, tỷ lệ giao hàng này. Đây, thông tin về mặt hàng. Có nghĩa tốt hơn ha, đang đi lên, có nghĩa là cái việc á, cái tỷ lệ hình ảnh sản phẩm mà họ đang bán ở trên đây trên cửa hàng của họ nó đúng với trung bình ngành. Đây này, có các anh chị nào mà các anh chị nào mà đã kinh doanh ở trên Shopee rồi ấy, các anh chị biết cái công cụ Bicost này thì tí nữa hướng dẫn sau dùng được không ạ? Tại vì thời gian bây giờ đã là 8:59 mà mình mới đi được có 2 phần. Các anh chị biết không, cái kinh nghiệm nhập hàng Trung Quốc này mà các thầy dạy cho các anh chị ấy, ở ngoài kia ấy, nó thu các anh chị nó tầm gần chừng từ 3 triệu đến 9 triệu ấy, thì nó dạy trong vòng 3 ngày. Và hôm nay thì Đường chỉ dạy cho các anh chị trong vòng đâu 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ thôi. Đó, nên là lượng kiến thức nó khá là nhiều nên Đường sẽ cố gắng đi nhanh cho các anh chị lướt qua được, hiểu được, ok không ạ? À? Còn mà đi sâu vào chi tiết từng cái một ấy nó hơi lâu ấy, mất thời gian nhá. Ok không? Anh chị thông cảm giúp Đường nhá. Đồng ý không? Mọi người đồng ý không? Ok. Đó, nói chung là khi mà đánh giá một cái cửa hàng ấy
một cái cửa hàng ấy, một cái shop ấy, mình chỉ nhìn vào, theo kinh nghiệm thực tế ở Việt Nam này, mình chỉ nhìn vào ok cái sản phẩm này có bao nhiêu người người đã mua rồi và người ta đánh giá cái sản phẩm này có tốt hay không, lúc đấy mình mua về ok không. Cái thứ hai, sau khi mình thấy sản phẩm ok này, mình liên quan đến giá đó và cách tối ưu chi phí thôi. Thì đấy là cái tư duy mà mình đi chọn sản phẩm. Rồi cái tiếp theo, mà một cái tip cho anh chị nữa này, khi mà các anh chị đã đi vào cái shop này rồi thì á, nếu như anh chị kinh doanh cái sản phẩm cùng ngành đi ha, thì anh chị đi vào cái shop đó và thấy là cái shop để nó bán tốt thì anh chị bấm vào cái nút đây này, ở đây có cái danh mục này, anh chị bấm vào đây này, gồm có những cái sản phẩm của shop bán tốt, đã bán của shop, thì ở đây á, nó sẽ liệt kê cho các anh chị này, em có cái bộ lọc này là bán chạy nhất, thì cũng giống như ở Shopee thôi ha, các anh chị chỉ cần bấm vào nút doanh số bán hàng bán chạy nhất thì anh chị bấm vào đây, anh chị có thể lọc được giá từ thấp đến cao và anh chị sẽ biết được là cái sản phẩm nào của cái shop đấy bán được tốt nhất trong cái shop và bán tốt trong vòng 30 ngày là bao nhiêu. Anh chị nhìn thấy này, anh chị nhìn thấy ở cái dòng ngang dưới này, đây là số lượng bán này, 6.007 này. Ok, ok, được, không biết tiếng Trung đúng không? Dịch. Ok không? Doanh thu, có nghĩa là doanh số bán ấy, nó dịch ta là thành doanh thu, thu. Đó, cái nào mà đã bán được trong vòng 30 ngày thì nó sẽ có doanh thu trong vòng 30 ngày. Cái nào mà đã bán kêu là đã giao dịch. Đây, trong vòng 30 ngày này, giao dịch này. Nó sẽ thấy khác so với các thằng khác nhé. Đó, 30 ngày có 41.000 giao dịch đầu chuyển tai si qua USB. Đấy, 3.4 tệ, nó rơi tầm gửi chừng mười mấy nghìn. Ở về Việt Nam nó bán tầm 25.000. Đó, dây cáp sạc này bán 6-70.000, 4-50.000, bán ở ngoài chợ mà 10-10 mấy nghìn một sợi hay là mấy nghìn ấy. Thì ở đây này có những lúc sale á, giá của nó rất là rẻ ha. Nên là mình cứ vào đây xong mình xem, rồi mình căn sale rồi mình mua, hoặc là mình mua số lượng lớn, deal giá rất là tốt. Đó, thì đây là cái nơi mà các anh chị sẽ xem cái số lượng sản phẩm đã bán tốt nhất ở trong đây. Và sau đó nếu như các trường hợp anh chị lười, anh chị lấy hết tất cả toàn bộ cái sản phẩm ở trên đây, anh chị về Việt Nam, những sản phẩm bán tốt nhé, anh chị về Việt Nam, anh chị search cái từ khóa liên quan cái sản phẩm đấy, lấy cái hình ảnh của cái sản phẩm đấy, search ở trên Shopee nó cũng có cái công cụ search bằng hình ảnh, anh chị search ra xem là có bao nhiêu thằng bán cái sản phẩm này ở Việt Nam rồi và giá nó bán như thế này, và nếu như mình nhập về mình bán thì có cạnh tranh được với nó hay không. Đó, thì đấy là cách mà đừng chỉ cho mọi người làm. Mà bình thường thì mọi người sẽ phải mất rất là nhiều tiền để học cái chiêu đấy. À, đó là cách lười. Ok ạ. À, có anh chị đã hiểu cái phần này chưa? Ok không? Ok không? Mọi người còn nghe không? Tại vì hiện tại bây giờ đường đang xe hai màn hình và đang không thấy cái màn hình của mọi người đâu. Đó. Ok ạ. À. Ok đúng không? Rồi. Đó, thì mọi người phần này là mọi người đã hiểu rồi đúng không ạ? Có anh chị nào mới không? Có anh chị nào mới không hiểu không? Không hiểu thì mọi người hỏi lại nhá, đường sẽ giải thích lại cho anh chị nhá. Đó, thì đó là cả hai cái phần mà mình đã đi qua. Đường tóm gọn lại, một là mình search bằng từ khóa. Mình có thể search từ khóa từ theo ngành, nếu như mình chưa biết kinh doanh sản phẩm nào, mình đi tham khảo các shop ở bán hàng ở bên Trung Quốc, nó bán những sản phẩm gì. Sau khi mình thấy tìm lựa chọn được một vài cái nhà cung cấp ở bên Trung Quốc, mình thấy ok rồi, dựa vào những cái tiêu chí như là ok cái sản phẩm đấy, số lượng bán, rồi cách bán hàng như thế nào và doanh số bán ở trong tháng, thì nó anh chị sẽ tham khảo những cái nhà bán hàng ở bên Trung Quốc. Và sau đấy mình về Việt Nam, mình sẽ search, mình sẽ tìm kiếm, xác định cái tập khách hàng tiềm năng của mình là gì, và lúc đấy mình sẽ kinh doanh. Ok ha. Rồi cách thứ hai, hoặc vấn đề thứ hai đó là khi mà anh chị biết được cái sản phẩm, trường hợp thứ hai là anh chị biết được sản phẩm cụ thể rồi, anh chị tìm ở Việt Nam rồi, tìm thấy ok ngon rồi, tìm được cái từ khóa rồi mà không biết kinh doanh sản phẩm gì, ok. Ví dụ như anh chị có thể là một số sản phẩm ví dụ chuyên ngành đi, ví dụ như là líp xe máy đi ha, ví dụ phụ tùng xe máy đi ha, phụ tùng xe đạp đi ha, ví dụ líp xe này, sên xe này, ABC này nọ kia đó, thì anh chị có thể dùng bằng những cái từ khóa để anh chị search ở bên kia thì nó sẽ ra, còn nếu không anh chị search, có những cái anh chị search sẽ không ra đâu. Đó, nên là đấy là hai, đấy là mình dùng bằng cái bộ từ khóa.
Rồi, cái thứ hai dành cho cái việc đó là tìm cái sản phẩm có hình ảnh. Ở Việt Nam anh chị lên Shopee, anh chị lên anh chị lướt Facebook thấy ai đang chạy cái sản phẩm đấy, anh chị lấy cái hình về và bây giờ lên mở app Taobao ra, mở app 168 ra vào cái phần, hoặc là lên web như nãy giờ đừng làm. Mở cái khung tìm kiếm bằng hình ảnh lên. Bấm vào đấy. Rồi xem coi là cái sản phẩm đấy ở bên Trung Quốc nó bán giá bao nhiêu. Và ước tính giá về Việt Nam bây giờ hiện tại bây giờ cỡ cân nặng nó rơi vào tầm cỡ chừng, tùy theo hình thức đi ha, thì nó rơi vào tầm cỡ từ 20.000 đến 30.000, 35.000 tầm tầm đấy, tùy tùy nhà cung cấp, tùy tùy đơn vị vận chuyển. Đó. Những cái đơn vị vận chuyển mà ví dụ như anh chị mua cái cước phí vận chuyển từ bên Trung Quốc về Việt Nam ấy mà rơi vào tầm từ 15.000 đến 18.000 ấy, thì nó là những cái anh chị đi bằng đường biển thời gian nó là lâu và anh chị phải nhập bằng công đi bằng đường chính ngạch thì nó mới ok. Đó, còn mà về Hồ Chí Minh thì không có cái giá đấy. Còn trung bình bình thường nó rơi vào tầm người từ 2 mấy 3 mấy nghìn. Đó, thì sau khi mà anh chị tìm được cái sản phẩm rồi, biết cách tìm sản phẩm rồi, biết cách đánh giá rồi, dựa vào cái lịch sử người ta đã mua rồi, xem như thế nào rồi, thì anh chị đã tự tin chưa? Đấy chỉ là mới bước đầu hạn chế thôi mà. Tự tin chưa? Tự tin mua chưa? Tự tin mua chưa? Hồ Chí Minh thì nó rơi vào tầm cỡ chừng 30 35 nghìn. Ok ha. Đó. Rồi, cái cách tìm ở trên app thì cũng tương tự nha anh chị. Ở trên app có một cái rất là hay. Để đường vào cái app xong rồi đường cho mọi người xem ha. Cái cách tìm ở trên app nó cũng khá là hay. Đây là cách tìm sản phẩm cơ bản và cũng có thể tìm được những sản phẩm mà người ta bán tốt ở bên Trung Quốc. Thì thường thường ở bên Trung Quốc ấy, những cái sản phẩm mà bán tốt hot ở bên Trung Quốc ấy, nó sẽ hot trước Việt Nam mình đâu tầm cỡ chừng 2 tháng và sau đó là nó sẽ về Việt Nam. Đó. Hồi xưa thì lâu nhưng mà bây giờ thì nó là nhanh. Giá so với Alibaba rẻ hơn nhiều không anh? Alibaba là website bán sỉ ha. Alibaba là website bán sỉ. Và giá hiện tại bây giờ ở trên Alibaba so với 1688 tùy vào ngành hàng, tùy vào sản phẩm. Có những sản phẩm nó đắt hơn, có những sản phẩm nó rẻ hơn. Đó. Thì Alibaba.com á là website bán sỉ, chủ yếu là mình sẽ làm việc với lại các tìm đa số những anh chị mà tay to ấy, ở Việt Nam ấy thì tìm kiếm nguồn hàng ở 1688 xong, hoặc là tìm kiếm nguồn hàng ở trên Alibaba xong nó đẩy qua 1688 lúc đấy giao dịch. Tại vì ở trên đấy là trên Alibaba là bán hàng theo kiểu là chính ngạch nha, bán hàng chính ngạch. Giấy tờ đầy đủ. Sản xuất ODM. Đó, anh chị sau này kinh doanh ok, có sản phẩm, có thương hiệu, muốn sản xuất thương hiệu của mình thì tìm những cái nhà cung cấp, những cái xưởng ở trên 1688 sản xuất cho mình hoặc là lên Alibaba tìm kiếm. Còn đơn giản về kinh doanh mua đi bán lại thì chỉ cần lên ba website này là đủ rồi, chỉ cần hai website là 1688 Taobao là đủ rồi. Còn những anh chị nào mà muốn bán hàng order ABC này nọ kia, hàng thương hiệu tí xíu, cao cấp tí xíu thì lên lên trên Tmall. Ok không ạ? Đúng là Alibaba thì cước vận chuyển nó sẽ cao nhé. Nếu anh chị mua trực tiếp, anh chị có thể thanh toán bằng thẻ Visa ở Việt Nam được. Và thời gian vận chuyển thì, nhưng mà anh chị chỉ mua được với số lượng ấy thôi, ít thôi. Và thời gian vận chuyển thì nó rất là lâu nhé. Mua trên Alibaba thì thời gian vận chuyển nó rất là lâu. Đồ phong thủy thì trang nào hơn? Đồ phong thủy thì anh chị cứ lên 168 tìm nhé. Nhiều lắm. Rồi ok, Đường sẽ mình cái share cái phần index cho mọi người. Chờ đợt xíu. Đường đang mở cái điện thoại.
cái cáp bị gì ra. Sorry nhá, mọi người chờ chờ đường xíu. Ok, cái cáp nhiên nó đang bị lỗi nhỉ? Nhiên nó lỗi nhỉ? Thì ở trên app, ở trên trên điện thoại ấy, thì anh chị có thể được rồi. Anh chị có thể có một cách tìm kiếm rất là hay. Đó là anh chị trong tìm được cái bộ từ khóa của các người mua hàng họ tìm kiếm trong vòng 30 ngày gần nhất. Đây này, đây là app 1688 nhá. Mọi người này, bấm vào cái nút màu vàng, màu cam ở bên cạnh cái ô tìm kiếm cái công cụ á, cái màn hình sật bằng hình ảnh ấy. Mọi người bấm vào đây. Thì ở đây mọi người sẽ nhìn thấy này, top từ khóa liên quan đến cái sản phẩm mà mọi người tìm kiếm nhiều nhất trong vòng 30 ngày. Thì ở trên đây anh chị có thể tìm được một số, lựa được một số cái hàng trend nhé. Anh chị vào đây thì anh chị sẽ xem được những cái lượt tìm kiếm, người ta tìm kiếm nhiều như thế nào. Đây, top từ khóa tìm kiếm. Đó. Ở đây top 1 đi ha. Từ khóa thôi ha. Từ khóa chứ không phải là sản phẩm nhá. Mọi người để ý được nha. Đó là từ khóa nha. Liên quan đến ngành hàng nha. Thì đây, nó sẽ liệt kê cho mình được một số cái sản phẩm này mà nhiều người xem, tìm kiếm, quan tâm những cái sản phẩm này. Ví dụ như là bán được rất là nhiều này. Có 1.000 cái tỷ lệ quay lại này. Toàn shop đầu trâu thôi nhé. Đây áo này, nhiều người này, bán này. Đó. Áo này áo cái gì? Gọi là áo gì nhỉ? Áo hoodie hả? Không. Đó. Đó. Cái áo này 20 tệ. 20 tệ thì mấy chục nghìn. Đúng không? Chưa đến 100 nghìn. Ở Việt Nam bán tầm 200, 250. Ok không ạ? Thì ở trên app nó có những cái, có những cái hạn chế là ok, mình sẽ không không dịch được này. Hoặc là xem không thì không dịch được. Tí nữa thì Đường sẽ chỉ cho mọi người có một cái app ở bên công ty Đường có phát triển ra, và mọi người có thể search được bằng tiếng Việt và xem được tất cả toàn bộ cái thông tin của cái sản phẩm đấy bằng tiếng Việt. Ha, nó sẽ tự động dịch ra cho mọi người. Đó. Ở trên Taobao cũng tương tự nha anh chị. Ở trên Taobao cũng tương tự. Điểm mấu chốt là xem cái số lượng người đã mua, xem cái lượt đánh giá nó như thế nào. Đó, feedback của khách hàng đã mua trước ra sao. Đó, đây là cái danh mục đang sale này, flash sale giống như ở các sàn Shopee, Lazada vậy đó. Flash sale. Mọi người bấm vào đây theo ngành hàng, mọi người thường xuyên lướt ở trên đây ấy, thì nó sẽ có cái hay là không giống như các app khác, đó là hệ thống AI của cái app nó sẽ lọc ra cho các anh chị những cái sản phẩm mà liên quan đến cái ngành hàng mà anh chị đang kinh doanh, và nó sẽ gợi ý cho anh chị những cái sản phẩm tương tự đó, và anh chị bấm vào anh chị chọn và anh chị xem tham khảo, rồi anh chị về Việt Nam anh chị search, anh chị nghĩ là cái tên tiêu đề làm lại hình ảnh ABC này nó ok là đăng bán thôi đó. Đây, nói ví dụ như là cái sản phẩm này đi ha. Cái sản phẩm này webcam này 2K, giá của nó 38 tệ, 38 tệ cho 40 tệ. 432 220.000. Nó rơi vào tầm 140. Ở Việt Nam bèo ra cũng bán 300.000, 400.000 cái sản phẩm này. Đó, camera để bàn, tai nghe, cáp sạc. Đó, ha. Sau khi mà anh chị mà tìm kiếm á, thì nó sẽ hệ thống cho anh chị được nó sẽ giới thiệu những anh chị những cái sản phẩm anh chị đã từng search trước đó tương tự. Đó. Và anh chị vào đây anh chị xem, thì đấy là hai cách mà anh chị tìm. Thì ở bên
Taobao nó cũng tương tự như thế anh chị ha. Em sẽ quay ngược lại về cái trang Taobao cho anh chị xem. Thì Taobao thì nó cũng tương tự như thế thôi. Đây là website bán lẻ nội địa Trung lớn nhất. Mỹ phẩm, mặt nạ, đồ này nọ kia, đồ gia dụng. Ở trên này rất nhiều. Hàng trend trên 1688 bằng từ khóa sản phẩm hay tìm kiếm trong vòng bao nhiêu ngày vừa qua? Như đừng nói á, đó là khi mà anh chị tìm hàng trend ấy, cái hàng trend trên 1688 ấy là anh chị tìm bằng từ khóa theo cái ngành hàng hoặc là theo cái ngách sản phẩm. Ví dụ ngành hàng đồ chơi thì nó rất là rộng đúng không? Đồ chơi em bé rất là rộng. Thì ví dụ như anh chị muốn bán đồ chơi liên quan đến ví dụ như flat card này, hay là sách học cho bé này, hay là đồ chơi liên quan đến học tập này, đèn này, ABC này, kiểu kiểu đấy, thì hay là thú bông này, thì những cái bộ từ khóa sâu càng sâu thì anh chị search nó ra và anh chị lọc lại cho em những cái sản phẩm bán chạy nhất trong vòng 30 ngày. Ok không ạ? Rồi vào cái shop xem, sau đó mình xem một cái shop, xem shop xong rồi vào xem là ok cái lượt đánh giá người mua trước như thế nào, lúc đấy mình sẽ quyết định ha. Mình sẽ quyết định. Thì không hẳn là những cái đơn vị là shop đầu châu nó là uy tín nhá. Không hẳn nhá, không hẳn 100% nhá. Cái này đừng nhắc lại nha. Cái này không hẳn là 100% những shop đầu châu đều là uy tín hết. Đó. Vậy thì những cái người ấy mà có kinh nghiệm 3 năm, 7 năm trước ấy là ok hết. Mà nó sẽ phụ thuộc vào cái lượt mua hàng nhiều nhất và được đánh giá gần nhất, để cho cơ hội cho những người mới mà, đúng không? Cũng giống như các anh chị này, bây giờ là cơ hội dành cho người mới này, bây giờ mới tập tành kinh doanh, đang có ý định kinh doanh này, thì bây giờ anh chị muốn bán trên Shopee thì anh chị cứ nhìn vào thấy ok những thằng trước nó đã bán mình cách đây bao nhiêu lâu rồi, nó kiếm tiền rất là nhiều rồi, bây giờ mình chui vào mình làm không lại người ta, đúng không? Mình bỏ, đúng không? Đó là bỏ phí mất cơ hội, nó nằm ở chỗ do bản thân mình thôi đấy. Nên là khách hàng cũng thế, khi mà họ đi vào thì họ sẽ nhìn thấy ok cái cửa hàng này bán sản phẩm này ok giá tốt so với tất cả những thằng khác, và số lượng người mua đã mua trước họ đánh giá sản phẩm tốt thì người ta sẽ mua thôi. Thì hành vi ở Việt Nam cũng y chang thế, thì mình cũng áp dụng cái phương thức đấy vào cái việc tìm kiếm sản phẩm của bên Trung Quốc, nó nằm ở vấn đề gọi là tư duy tìm kiếm sản phẩm thôi ha. Thì đừng mà chia sẻ cho các anh chị đó, ok không ạ? Ok ha. Thì ở bên Taobao nè, Taobao này thì nó cũng tương tự như ở bên kia thôi ha. Taobao thì nó cũng tương tự như ở bên kia thôi. Mình cũng tìm kiếm được bằng từ khóa. Hiện tại bây giờ nhá, ở trên web nhá, ở trên web của Taobao ấy, cái công cụ search bằng hình ảnh hiện tại bây giờ trên trang chủ nó đang bị mất, anh chị thấy không có đúng không? Không có giống như ở bên 1688. Thì ấy, nó sẽ có một cái công cụ bổ sung đi kèm. Có nghĩa là mình dùng cái công cụ extension và mình sẽ search bằng cái từ khóa đó, bằng cái hình ảnh. Nếu như anh chị muốn tìm ở trên Taobao, hoặc nếu không á, anh chị có thể xài bằng app Taobao để anh chị có thể vẫn tìm kiếm được bằng hình ảnh bình thường. Còn ở trên máy tính thì sẽ bị ẩn cái nút tìm kiếm bằng hình ảnh rồi. Nên là anh chị sẽ phải xài một cái công cụ thứ ba. Đó. Thì cái công cụ đó Đường sẽ gửi cho mọi người vào cái group chat sau cái buổi này, bởi vì nếu mà bây giờ hướng dẫn nó sẽ bị mất thời gian rất là nhiều ấy. Bây giờ đã 9 giờ 18 phút rồi. Đã lố của mọi người rất là nhiều rồi ha. Ok không? Phí trên 1 cân nhé. Cái phí vận chuyển nó là trên kg nhé. Phí vận chuyển thì tất cả mọi thứ đều tính trên kg. Và cái phí vận chuyển thì nó sẽ phụ thuộc vào cái sản phẩm. Đừng nói ví dụ này. Nếu như anh chị muốn mua một cái con gấu bông 1m, 2m gì đấy, thì nó sẽ không thể tính được trên cân nặng thực. Mà tất cả các đơn vị vận chuyển ở Việt Nam nó cũng thế. Nó sẽ tính trên cân nặng quy đổi của cái sản phẩm đó. Nên là mọi người khi mà mua sản phẩm nhớ lưu ý và chat với shop xem là ok cái sản phẩm nó quy cách đóng gói như thế nào đó, và ví dụ số lượng mua, số lượng 10 con thì đóng hàng ra sao, đóng gói như thế nào, hay là mua 100 con đóng gói như thế nào, để mình biết kích thước, và lúc đấy là để mình báo với đơn vị vận chuyển để cho nó biết là tính phí, và mình bản thân mình tính được cái giá cước về tay của mình là bao nhiêu, nếu không là mình sẽ bị lỗ đấy, ok không ạ? Ok, sau khi mình tìm được cái nguồn hàng rồi, mình quay lại bây giờ mình cách deal này, cách deal với shop Trung Quốc này. Hồi nãy các anh chị ngay từ đầu á, các anh chị đã đăng ký cái tài khoản Taobao rồi đúng không? Tài khoản 1688 rồi đúng không? Thì á, anh chị ở đây, anh chị thấy cái hình giọt nước không? Đây là cái phần mềm Ali Wang Wang.
cũng của Alibaba phát triển. Đây là cái hình màn hình giọt nước này, anh chị bấm vào đây. Nếu như anh chị chưa có tải về thì nó sẽ có một cái link cho anh chị tải về. Nó sẽ có một cái link cho anh chị tải về ha. Mạng đang bị loát. Các anh chị tải về, anh chị bấm tải về, bắt đầu anh chị cài đặt thôi, thì lúc đấy anh chị sẽ hiện lên một cái, sẽ có được một cái công cụ chat là hình giọt nước giống như y trên trên kia luôn. À, ví dụ như đây này, nếu như anh chị chưa có thì nó hiện lên cái link như thế này và cái nút sau cùng đó. Thì anh chị bấm vào đấy và anh chị tải về. Và sau khi anh chị cài đặt xong, anh chị bấm vào đây thì nó sẽ hiện lên. À, chưa có thì bấm vào cái chữ này tải về. Có rồi thì ok, đăng nhập. Đăng nhập xong. Đây. Đăng nhập xong thì nó ra như thế này. Và bây giờ mình sẽ chat với lại thằng shop này. Ok không? Dạ. Đây, mình sẽ chat với thằng shop này. Ok, bây giờ mình không biết đúng không? Mình không biết tiếng Trung đúng không? Mình đâu biết tiếng Trung đâu nhỉ? Ở đây có anh chị nào biết tiếng Trung không? Em không biết tiếng Trung rồi đó. Bây giờ mình xài công cụ Google Translate thôi. Em đang có một cái ở à đây. Chat shop Trung Quốc. À, đây đây là cái file mà em đã soạn sẵn, đường đã soạn sẵn cho mọi người. Đó là ví dụ như ok, xin chào, sản phẩm này có hàng sẵn không? Ok không? Mình copy cái này. Đây là soạn sẵn nhá. Cuối buổi thì đường sẽ share cho mọi người cái này. Rồi, mình chat. Sản phẩm nó là sản phẩm gì? Đúng rồi. Sản phẩm này đúng không? Copy. Paste vào mặt nó. Đó, copy paste vào mặt nó. Bảo sản phẩm này có còn không? Rồi chờ nó trả lời. Xong lúc đó dùng cái công cụ này, Google Dịch này, nó chat cái gì? Paste vào đây. Ok không ạ? À? Công cụ gì đấy? Paste vào đây. Đó. Để đường đường paste lại cái câu kia nhá, cho mọi người xem nó có dịch có đúng không nhá. Ok không? Mọi người thấy ok không? Sản phẩm này có còn sẵn không đúng không? Ok, chờ nó trả lời, deal giá. Đó, nó trả lời này này. Thấy không? Nó dấu chấm hỏi, nó không hiểu hả? Hay hình như nhầm shop, nãy mở nhiều tab quá không biết là shop nào. Đó. Rồi mình chat mình hỏi thôi. Thì á, cái kinh nghiệm chat ấy thì mọi người cứ lên Google dịch, mọi người dịch hoặc là mọi người có thể xài cái bộ này. Ví dụ như là tôi muốn mua 100 cái về để kinh doanh, bạn có giá tốt không, kiểu kiểu đấy, hay là bạn để giá cho mình tốt hơn được không, mình là người nhập hàng về để kinh doanh đó, thì bạn giá thấp nhất là bao nhiêu, số lượng mình muốn mua là như thế này. Nhờ gia công xây dựng thương hiệu thì sẽ như thế nào? À, cái việc mà nhờ gia công thương hiệu ấy thì cái đấy thì ở cuối cái đó đường sẽ chia sẻ sau nhé, tại vì hôm nay mà chia sẻ thì nó rất là nhiều. Đấy là một cái quy trình luôn, một cái quy trình đặt hàng sản xuất thương hiệu ODM. À, ok không ạ? Mình sẽ gửi cho nó mẫu mã, mình chọn ok chất lượng, đàm phán giá cả này nọ kia, gửi mẫu thiết kế qua chốt ABC này nọ kia. Sau lúc đấy thì là nó sẽ sản xuất cho mình theo số lượng thôi và nó sẽ vận chuyển về. Đấy. Cái việc thương hiệu ok, nếu mà mọi người đã có kinh nghiệm rồi và làm về thương hiệu thì ok, sẽ có một buổi tiếp theo, nhưng mà buổi ngày hôm nay đừng muốn giới thiệu cho tất cả những người mới, nên là không để tránh mất thời gian này cho những người mà mới vào học, thì đường sẽ chia sẻ về cho những người mà mới thôi ha, mới có kinh nghiệm về nhập hàng Trung Quốc thôi, chưa biết gì về nhập hàng Trung Quốc cả, cách tìm kiếm sản phẩm, cách đánh giá shop như thế nào và cách lựa chọn những cái đơn vị vận chuyển như thế nào cho nó uy tín, ok không ạ? Đó, thì bây giờ đến cái việc là mình chat đàm phán với shop này. Đó, thì mình sẽ nhìn bản thân mình ở Việt Nam mình đàm phán như thế nào, mình nghĩ câu nào á, thì ok mình
tóm gọn lại và lên Google dịch dịch qua xong rồi pass đưa qua cho nó. Ok không? Đó. Ví dụ như đây này, đây mình là bán buôn này, tôi là nhà đổ buôn ở Việt Nam và tôi rất hào hứng với sản phẩm của bạn. Tôi cũng hy vọng rằng chúng ta có cơ hội hợp tác lâu dài và đây là website của tôi muốn mua sản phẩm bao nhiêu, số lượng bao nhiêu đấy. Ok. Thì á mình đưa cho nó và đồng ý mình mua số lượng lớn thì ok thôi. Ok không ạ? Thì đây là cái công cụ và cái cách để mình để chat với shop Trung Quốc ha. Đó, sau khi mình đã chat với shop Trung Quốc, mình deal được giá rồi thì cái khâu tiếp theo này là cái khâu tìm nhà vận chuyển. Thì á làm thế nào để mình tìm được một nhà vận chuyển uy tín? Thì đây là kinh nghiệm của bản thân ha. Thì làm thế nào để mình có thể tìm kiếm được một nhà vận chuyển uy tín? Đầu tiên, mình sẽ phải xem được là cái quy mô của cái công ty đó như thế nào. Trụ sở đặt ở đâu? Có bao nhiêu trụ sở, có bao nhiêu chi nhánh, có bao nhiêu kho? Đó. Rồi, thứ hai, tại vì mình biết được cái địa chỉ công ty nó rồi là mình nắm được tóc của nó mà, đúng ok không anh chị? Lỡ may có xảy ra sự cố gì đấy, ok, mình tìm đến địa chỉ công ty nó luôn, mình đòi nợ luôn, ok không? Đó, mình phải biết nhé, chứ đừng có lăng băng ở trên mạng, xong rồi tìm thấy mấy bạn bảo kêu là ok, nhận order hàng Trung Quốc với giá tầm gần 15-20 nghìn gì đấy. Thì đừng chia sẻ với các anh chị rằng á, là hàng năm ấy, cứ tới vào mỗi mùa cuối năm này thì luôn luôn xảy ra rất là nhiều vụ lừa đảo liên quan đến việc nhập hàng Trung Quốc. Đó, mất sản phẩm, mất hàng, không đền tiền ABC này nọ kia. Lý do chính là gì? Là không tìm được cái nhà vận chuyển uy tín. Một đứa học sinh cấp 2, cấp 3 ở gần ở trên Lào Cai ấy, gần cửa khẩu ấy, thì có thể làm được dịch vụ này rồi. Ha, chỉ cần đi qua bên kia là cầm hàng về thôi. Đó, và lúc mà mới đơn hàng nhỏ lẻ vài trăm nghìn, ok, không sao. Lên tới vài triệu, thậm chí vài chục triệu là bùng. Đó, nên các anh chị hạn chế cái việc đấy. Hãy tìm những đơn vị vận chuyển nào mà nó có uy tín này, có app này, có web địa chỉ công ty rõ ràng này, rồi có địa chỉ kho rõ ràng này. Anh chị hãy làm việc. Và quan trọng nhất đó là cái chính sách, phải hỏi được cái chính sách đền bù của cái doanh nghiệp đó nó như thế nào. Đó, một số doanh nghiệp nó chỉ đền bù, ví dụ nó mất hàng đi thì nó sẽ đền bù cho mình đâu tầm cỡ chừng từ 3 đến 5 lần phí vận chuyển thôi. Mà phí vận chuyển thì như anh chị đã biết đấy, nó rơi đâu tầm cỡ chừng mấy chục ngàn một ký thôi. Đó. Và nếu như mình mua sản phẩm vài trăm triệu, vài chục triệu về để kinh doanh mà để đền cho mình được vài triệu thôi, nó chỉ chiếm tỷ lệ là tầm chừng mấy phần trăm thôi, thì đâm ra là dở hơi, đúng không? Vậy thì mình sẽ phải tìm những đơn vị vận chuyển mà nó sẽ cam kết cho mình là ok, nếu mất hàng thì đền luôn 100% giá trị tiền hàng đấy, và thời gian đền là bao nhiêu lâu. Ví dụ như từ lúc mà lên đơn hàng cho tới lúc mà không nhận được hàng trong vòng 30 ngày không nhận được hàng, hay là 60 ngày không nhận được hàng, thì ok, công ty sẽ hoàn lại cái giá trị tiền hàng mà anh chị đã bỏ tiền vào để đặt cọc. Đó, ví dụ vậy. Thì hãy tìm những đơn vị vận chuyển như thế để mình đặt niềm tin vào người ta, để lỡ may có trường hợp sự cố xấu nhất xảy ra là mất hàng thì anh chị sẽ được đền. Ok không ạ? Thì hiện tại bây giờ thì ngay từ đầu đường có chia sẻ, thì hiện tại bây giờ ở bên bên Chipo, ở bên công ty đường đang làm ấy, cũng làm về dịch vụ vận chuyển, nó là đơn vị thứ ba là đứng ra mua hộ và vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam cho anh chị. Đó, và nếu anh chị có nhu cầu, anh chị cứ tham khảo trên thị trường thôi ha. Anh chị có nhu cầu thì anh chị cứ tìm hiểu đến một vài đơn vị, tại vì á chắc chắn rằng ở trên thị trường nó sẽ có những lúc như thế này, có nghĩa là có duyên với người này và không có duyên với người khác, chắc chắn nó sẽ là như thế. Ví dụ như ok, mình đang đi với đơn vị vận chuyển bên này nó không sao, tự nhiên qua bên kia cái xong mình dính phốt kiểu đấy. Thì trên thị trường nó đang có rất là nhiều nhà đơn vị vận chuyển cung cấp ở trên thị trường, thì anh chị cứ lựa chọn. Thì hôm nay thì Đường đang làm về công ty của Chipo, thì Chipo thì đang làm về dịch vụ nhập hàng từ Trung Quốc đi các nước Đông Nam Á luôn, không chỉ ở Việt Nam đâu. Anh chị nào có bán hàng ở ví dụ như Thái Lan này, hay là Philippines này, hay Indonesia này, hay là Myanmar này, thì anh chị có thể liên hệ với Đường và Đường sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách nhập hàng từ Trung Quốc đi các nước đấy như thế nào và giúp cho các anh chị bán hàng thành công ở các nước khác. Đó, còn bên cạnh đấy thì ở Việt Nam thì chắc chắn là ở Việt Nam sẽ chắc chắn sẽ có rồi, đúng không? Đó, thì ở Việt Nam thì có 3 cái văn phòng chính ở công ty, gồm có một địa chỉ 18H Cộng Hòa cũng thuộc Nestec Group, rồi Hải Phòng, rồi ở Hà Nội. Đấy. Thì rất là rõ ràng, chính sách thì nó cũng rõ ràng thôi.
mất hàng, đền tiền 100% giá trị tiền hàng trong vòng 60 ngày. Đó, trừ những trường hợp ví dụ như là ở dịch bệnh như thế này, tùy vào mọi người đó ha. Nếu mà tùy vào tình hình dịch bệnh, ví dụ trường hợp như thế này, toàn thành phố lockdown luôn 3 tháng sau thì không làm ăn gì được. Thì chắc chắn là những cái đơn hàng lỡ may mà mọi người đang trên quá trình đi về thì chắc chắn là sau 3 tháng thôi, đúng không? Thì lúc đấy mình sẽ làm việc lại với nhau. Còn bình thường, trường hợp bình thường ấy, thì rơi tầm từ 30 ngày đến 60 ngày thôi. Là nếu như mất hàng là ok, đền tiền. Và khi mà đã xác định được nguyên nhân rồi thì không cần phải đến 30 ngày đâu. Xác định nguyên nhân là ok, cái cục hàng nó bị mất là bị hải quan nó giữ rồi. Đó, và bây giờ không lấy ra được thì ok, sẽ đền lại giá trị 100% tiền hàng cho anh chị. Ok không ạ? Myanmar thì hiện tại bây giờ không em ạ. Tình hình chính trị ở bên đấy đang căng nhé. Tình hình chính trị ở bên này đang căng, còn các nước khác thì vẫn đang vận hành nhé. Anh chị chỉ cần quan tâm như thế này nè. Anh chị trong quá trình vận chuyển á, thế nào là đường đồi, thế nào là vận chuyển lai thương mại điện tử ấy, thì bản thân anh chị là người mới ấy, thì anh chị không cần phải quan tâm nhiều đâu. Anh chị chỉ quan tâm là ok, cái cục hàng của mình, thời gian vận chuyển từ Trung Quốc về tới Việt Nam cho mình là bao nhiêu lâu, đó, đơn vị đó, với cước phí nó như thế nào, ok không? Và những cái chính sách đền bù nếu như có xảy ra sự cố, ví dụ như là ok mất mát này, hay là ví dụ như là ok sản phẩm không đúng ABC này nọ kia này, đó, ok không? Ví dụ như mình đặt mua cái quần mà giao cho mình cái áo đi chẳng hạn, ok không? Mình vẫn về nhận được mà giao cho mình cái áo đi chẳng hạn, thì cái chính sách nó như thế nào và những cái đơn vị đấy họ có những cái chính sách gì để hạn chế những cái việc đấy, ok không? Đó, thì đấy là về công ty Chivo ha. Cái kinh nghiệm của Đường là thế, cứ gặp ông nào chào hàng ok, giá như thế nào, chính sách đền bù nó như thế nào, cước phí ra sao. Và kinh nghiệm của Đường này, khi á, mà mình tính cái chi phí trên một đơn hàng ấy thì hãy cố gắng nha, hãy cố gắng đừng nhìn vào cái phí hỏi khi mà anh chị cứ vào á, quan tâm là ở một ký là bao nhiêu tiền, mà anh chị hãy tính được vào cái bạn sale kinh doanh của những cái đơn vị đấy đấy, tính cho các anh chị này chi phí trên đơn hàng đấy. Ví dụ như anh chị muốn mua một cái ốp lưng điện thoại từ Trung Quốc về tới Việt Nam, anh chị muốn biết là ok cái chi phí đấy về tận tay của anh chị là bao nhiêu tiền, đó, tính trên một đơn hàng. Bởi vì á, mỗi một công ty nó sẽ có một chính sách cạnh tranh khác nhau. Ví dụ như có những ông á, là cái phí mua hộ nó tầm từ 1% đến 3%, ví dụ như 1% đến hoặc là 3% của ví dụ 3 triệu đi, nó khác đúng không? Đó, 1% khác, 2% khác, 3% khác, ví dụ vậy đó. Nên là có những ông thì cạnh tranh về tỷ giá, có những ông cạnh tranh về cước phí vận chuyển, có những ông cạnh tranh về phí dịch vụ đó. Thì ok, mọi người sẽ phải hỏi hết tất cả những cái chi phí đó trên cùng một đơn hàng, bởi vì mỗi ông sẽ có một cái lợi thế cạnh tranh khác nhau. Ví dụ như ở Chipo thì cái phí mua hộ mặc định chỉ có 10.000 thôi đó. Các đơn vị khác có thể tính 2%, 3% với đơn hàng ví dụ dưới 2 triệu, nhưng mà bây giờ chỉ có 10.000 thôi. Ở bên Chivo chỉ có 10.000 thôi. Ông mua đơn hàng 100 triệu thì cũng chỉ có 10.000 thôi. Thì ông đã lợi được bao nhiêu rồi so với các đơn vị khác rồi. Kiểu kiểu đấy. Ok không ạ? Thời gian vận chuyển trung bình từ từ kho Trung Quốc về tới Sài Gòn, điều kiện bình thường nó ra tầm từ 7 ngày đến 9 ngày. Còn hiện tại bây giờ nhá. Không, hiện trước khi dịch cơ. Còn hiện tại bây giờ thì Hồ Chí Minh có đâu có đi vào đâu. Trước khi dịch thì nó rơi vào tầm cỡ chừng 15 ngày. Còn hiện tại bây giờ về Hà Nội rơi vào tầm cũng tầm 10 15 ngày. Về Hà Nội thì thường thường nó nhanh hơn về Hồ Chí Minh tầm chừng 4 ngày. 4 ngày, 4 đến 5 ngày. Đó. Còn hiện tại bây giờ này, mình sẽ xem thực tế là cái đường vận chuyển từ bên Trung Quốc về Việt Nam ấy, nó cũng giống giống nhau, hiện tại bây giờ đang không tắc. Nhưng cái vận chuyển nội địa ở Việt Nam nó đang có vấn đề về mặt COVID, giấy tờ ABC thì thời gian vận chuyển nó sẽ lâu hơn. Thì đó là tình hình thực tế hiện tại bây giờ. Nên là các anh chị cứ, nếu như Hồ Chí Minh cho mở cửa các đơn vị vận chuyển, cho các doanh nghiệp logistics làm việc và các đơn vị vận chuyển logistics được hoạt động, thì cứ thời gian trung bình hiện tại bây giờ mùa dịch này rơi tầm từ 15 ngày. Đơn hàng tối thiểu là bao nhiêu? Đơn hàng tối thiểu là bao nhiêu á? 20.000 cũng mua nhé, 10.000 cũng mua nhé.
anh chị mua một cái cọng tóc, cọng cột tóc thôi cũng ok, cũng mua được mà bình thường. Ok không ạ? Đó, rồi, ok. Cái mục tiếp theo. Ui, màn hình đang bị che nhiều quá. Chờ xíu nhá. Anh chị em còn muốn nghe không? Chín rưỡi. Anh chị em còn muốn nghe nữa không? Anh chị Có. có câu hỏi nào không? Ok. Chat đâu nhỉ? Chipo thì hiện tại bây giờ đang không có chính sách ký gửi nhá. Mọi người đang Chipo hiện tại bây giờ đang không có chính sách ký gửi. À, Đường cũng chia sẻ với mọi người tí xíu này. Ok, đây là cái bước cơ bản ha. Từ từ tối đến giờ Đường có chia sẻ với mọi người, đây là cái bước cơ bản dành cho những người mới bắt đầu kinh doanh, tập tành kinh doanh và có nhu cầu muốn mua một sản phẩm nào đấy về cho mình xài. Thì Đường tin chắc chắn rằng ở trên người anh chị hiện tại bây giờ ấy, hoặc trong gia đình anh chị ấy, họ ít nhất là phải có vài cái sản phẩm liên quan đến đồ Trung Quốc. Và các anh chị đang mua ở Shopee thì đa số là hiện tại bây giờ là rơi vào tầm từ 80%, 85% là hàng xuất xứ từ Trung Quốc đi về. Số còn lại là ở Việt Nam. Đừng chia sẻ thật. Hàng thời trang, mẫu mã ở bên Trung Quốc lúc nào nó cũng ok hơn. À, nếu anh chị nhập số lượng lớn thì giá mới cạnh tranh được so với ở Việt Nam. Tùy vào phân khúc khách hàng ha, và tùy cái trình độ bán hàng của mình nữa. Còn ở Việt Nam hiện tại bây giờ các công ty may mặc ở Việt Nam đa số bây giờ hiện tại bây giờ cũng có lấy những cái mẫu mã ở bên Trung Quốc về, bên Quảng Châu về và sau đó may lại. Thì thứ nhất là kỹ thuật may nó không được bằng và chất liệu nó không được bằng ở bên kia, nên là giá thành nó sẽ thấp hơn. Thời gian các anh chị chờ đặt hàng ví dụ như may 100 cái, 200 cái, 300 cái, 500 cái gì đấy rơi tầm tuần, 2 tuần, 1 tuần ở Việt Nam. Nhưng mà nếu anh chị order từ bên kia về nó rơi tầm từ 2 tuần, 3 tuần ví dụ vậy, thì đấy là những cái mà thực tế mà ở Việt Nam nó như thế. Nếu anh chị có ý định cạnh tranh về đồ thời trang thì nên suy nghĩ, ok không ạ? Nó phụ thuộc vào cái khách hàng và cái cách anh chị bán hàng. Còn những cái sản phẩm khác mà ở Việt Nam không có sản xuất được thì chắc chắn luôn rồi, đều là bên Trung Quốc hết. À, một lát nữa. À, một lát nữa Đường sẽ Chipo vào đây để làm việc một lát nữa nhá. Một lát nữa thì Đường cuối buổi ấy thì Đường sẽ gửi cho mọi người một cái đường link để cho mọi người lấy cái file. Đây này, đừng có cái link TikTok mà. Ở đâu rồi ta? Chờ xíu nha. Đang bị lỗi. Máy Đường đang bị đơ mất rồi anh chị ạ. Thì một lát nữa Đường sẽ gửi cho các anh chị một cái đường link, ví dụ như là cái chat Trung Quốc này, rồi một cái link bao gồm tất cả những cái sản phẩm, những cái shop á, mà bán hàng uy tín trong tất cả các ngành ấy, thì để cho anh chị nào mới anh chị tham khảo. Thì Đường có một cái tài khoản TikTok thì có cái đường link đấy, anh chị chỉ cần đăng ký vào đấy thôi thì sẽ có nhân viên của bên Chipo sẽ tư vấn cho các anh chị. Và anh chị vào đấy anh chị lấy tài liệu luôn nhá. Thì đấy là cái mà giá trị mà Đường hy vọng là mọi người sẽ nhận được. Mọi người có thể vào naipot.com nhé.
cách đặt tiêu đề sản phẩm Shopee. Cái cách đặt tiêu đề sản phẩm Shopee ấy, nó đơn giản mà, cái đấy các thầy dạy nhiều lắm. Chờ đừng xíu, cái máy đừng đang đơ tí xíu nhá, chờ xíu chờ xíu. Đừng đã nói về cái tư duy cách tìm sản phẩm với lại ấy cho mọi người trước đi ha. Xong rồi về mặt kinh doanh ấy, thì mọi người sẽ xác định, đừng sẽ giới thiệu cho mọi người, không phải là giới thiệu nhá, tại vì ngay từ đầu đừng đã hứa với mọi người rồi. Đó là mọi người có thể hoàn toàn tìm kiếm được những cái khóa học, những cái video clip hướng dẫn bán hàng như thế nào ở trên Shopee. Nếu anh chị muốn bán hàng ở trên Shopee, các anh chị đăng ký một tài khoản người bán hàng ở trên đấy, và sau đấy ở trên Shopee có Shopee Uni á, nó dạy rất là rõ cho các anh chị, mà anh chị không phải tốn tiền 3 triệu 5 triệu đi học khóa học mấy thầy làm gì cả. Cái này nếu mà mấy thầy mà nghe được ấy, rất là ấy nhá, có chừng ngày mai là được bị bay 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 màu nick Facebook ấy. Nhưng mà cái này ở trong này anh em thôi ha, là anh chị vào cái shop Shopee Uni á, cái gì mà cơ bản nhất để set up một cái gian hàng, từ cái việc đăng sản phẩm như thế nào cho nó chuẩn SEO này, cho nó chuẩn này, đăng cái hình ảnh như thế nào này, ABC này nọ kia này, thì mọi người vào đấy Shopee nó có dạy hết tất cả toàn bộ mọi thứ rồi, ok không ạ? Đó, còn ngoài ra thì đi học thì các thầy sẽ chỉ cho mọi người là ok cách làm thế nào để đặt đơn hàng ảo, ok làm thế nào để đẩy sản phẩm ABC, làm thế nào để này nọ kia. Thì những cái đấy thì mình thực sự luôn là mình không 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 muốn chia sẻ ở đây, bởi vì thứ nhất là nó ảnh hưởng đến tất cả những người khác, nên là mình sẽ không chia sẻ trong buổi ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Đường chỉ gói gọn chia sẻ cho mọi người về vấn đề, nhất là liên quan đến vấn đề nhập hàng Trung Quốc là những người mới bắt đầu, còn những người chuyên sâu nó cũng thế, những người chuyên sâu á thì sẽ có những cái buổi chuyên sâu sâu hơn, hoặc là anh chị nào có ok thì có thể có số điện thoại đó, anh chị có thể hỏi, hoặc là có nick Zalo rồi anh chị có thể hỏi Đường, Đường có thể chia sẻ cho anh chị về cái cách đặt hàng ODM ở bên Trung Quốc, gia công sản xuất ở bên Trung Quốc như thế nào, về để khi mà anh chị đã bán hàng tốt ở Việt Nam rồi và anh chị muốn làm thương hiệu riêng, anh chị muốn làm này nọ kia liên, và cái quy trình nó như thế nào, thì ok Đường có cái bộ quy trình đấy cho anh chị, ok không ạ? Đúng rồi, Shopee Uni ở trên 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 Lazada cũng có, tất cả các sàn thương mại điện tử đều có cái bộ training gọi là e-learning cho mọi người hết ha. Cái máy Đường nó bị đơ từ nãy giờ luôn á, chờ xíu mà. Máy vừa mới đổi xong. Ok, hiện tại bây giờ mọi người đa số là ở đâu nhỉ? Người ở Hồ Chí Minh không hay là ở các tỉnh? Tùm lum hết này. Tùm lum hả? Ok, đừng có một cái đường link. Đừng có đăng cái đường link TikTok của Đường ấy, thì Đường có chia sẻ mấy cái cơ bản thôi ha, gọi là cơ bản dành cho những người mới bắt đầu kinh doanh, để Đường gửi cho mọi người lên, mọi người nếu mà ai xài TikTok mọi người quét vào đấy thì có mấy cái clip chia sẻ nó vui vui ở trên đấy, mọi người tham khảo, và Đường cũng sẽ update thường xuyên những cái kiến thức mới cho anh chị ở trên trên TikTok. Ok, hôm nay đã lố của các anh chị khá là nhiều rồi đúng không? Các anh chị còn có cái vấn đề khó khăn nào liên quan đến cái việc tìm nguồn hàng không? Ok, tình hình dịch bệnh như này mọi người chú ý sức khỏe nhá, quan trọng là sức khỏe nhá. Đây là cái mã thông tin liên hệ của Đường ha, mọi người có nhu cầu contact làm việc bán hàng xuyên biên giới, bán các nước, hoặc là các anh chị nào ở đây mà có sản phẩm rồi, có brand name rồi, muốn xuất khẩu hàng đi nước ngoài thông qua sàn thương mại điện tử Alibaba, thì Đường sẽ hỗ trợ cho các anh chị lên tạo một cái gian hàng trên Alibaba để bán hàng ha.
Đó, trong này trong cái phần mà link bio á, link bio trên TikTok của Đường á có cái phần mà mục tài liệu á, nguồn hàng tận gốc ấy, cái mục nguồn hàng ấy thì mọi người vào đấy xong điền thông tin rồi có nhu cầu muốn nhập sản phẩm gì ấy thì có thể là ngày mai sẽ có nhân viên ở bên Đường sẽ gọi điện hỗ trợ cho các anh chị, về hướng dẫn cho anh chị cụ thể luôn cách tìm nguồn, xong rồi cách cách chat shop đó. Và ở trong cái file đó thì Đường có để cho anh chị một số cái link shop rồi đấy. À rồi ok, có cách nào tìm nguồn hàng trên, đã có một cái phần nữa ở bên Trung Quốc ha. Ê, mọi người bật bật TikTok lên, mọi người quét bằng mã QR này này là ok mà. Cách tìm nguồn hàng trên này. Thì hồi nãy như Đường nói á, khi mà anh chị tìm đầu tiên là trên những app mà 1688 Taobao hoặc là trên web cũng thế. Các anh chị muốn tìm những sản phẩm mà hot trend đúng không? Thì anh chị sẽ tìm vào cái ngành hàng, tìm cái bộ từ khóa liên quan đến cái ngành hàng anh chị đang kinh doanh. Anh chị vào đấy, anh chị sẽ lọc được những cái sản phẩm nào bán tốt nhất trong vòng 30 ngày. Thì những sản phẩm bán tốt nhất trong vòng 30 ngày bên Trung Quốc có phải là cái sản phẩm trend không? Đang trend đúng không? Đang bán được thì anh chị nhập về để anh chị bán đúng không? Có đúng không ạ? Đó, đó là cách thứ nhất để mình tìm ở trên 1688 hoặc Taobao mà nhanh nhất này, đừng nói là cách nhanh nhanh nhất mà các anh chị có thể kinh doanh được ngay lập tức sau dịch này luôn. Đó là anh chị xác định được cái ngành hàng mà anh chị đang kinh doanh. Sau đó, anh chị xác định được mình kinh doanh ở đâu, Shopee, Lazada, Facebook hay là trên website Google ABC. Sau khi mình xác định được cái nơi mình kinh doanh rồi, đối tượng khách hàng mục tiêu của sản phẩm mình là bao nhiêu tuổi, từ bao nhiêu tuổi rồi. Đó, thì á anh chị quay ngược lại bên Trung Quốc, anh chị tìm hoặc là anh chị tìm ở những cái nơi mà anh chị đang có ý định kinh doanh đó, tìm đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cái ngành đấy của mình là ai. Anh chị học theo người ta. Anh chị thấy cái sản phẩm người ta đang bán, anh chị vào shop của người ta. Thôi, cái hôm nay lỡ lỡ nói rồi, ok, nói luôn ha. Mọi người lấy cái link này nhanh nhá. Ok, mọi người đang thấy ở trên màn hình đường xe rồi đúng không? Đừng nói ví dụ như ok, hiện tại bây giờ anh chị muốn bán về phụ kiện điện thoại. Đây hôm nay hôm nào xui nhá, này shop nào xui không biết nhá. Ok, đây là cái shop mà đang bán cái dây sạc điện thoại này không? Đang bán số lượng này. Đây 56.000 sản phẩm đã bán, kinh không? Giá này một xỉ bao nhiêu đâu, mấy nghìn đúng không? Thôi vào shop xem shop. Sau khi á, Đường vào trong shop người ta, ví dụ như Đường đang có ý định kinh doanh về phụ kiện điện thoại, ok mình thấy sản phẩm này bán, shop này bán tốt, vào đây xem đây số lượng đây. Bây giờ mình quay ngược lại HOCO đúng không, 27.000, 37.000 đúng không, như cách hồi nãy bình thường, bấm lên xem. Đầu tiên là xem người ta đăng sản phẩm, hình ảnh người ta làm như thế nào, nội dung bài viết của người ta ra sao, từ khóa như thế nào. Ok, mình đang không biết gì đúng không? Ok, copy lại, nhưng mà copy vừa vừa nha, copy 80% nha, đừng copy hết 100% nha, xấu tính lắm. Ok không ạ? À? Đồng ý không? Copy đi thôi. Đó, rồi bây giờ đi tìm cái sản phẩm này, chụp cái màn hình này lại. Chụp cái màn hình sản phẩm này lại. Để mình xem ha, mình xem coi là mày thằng này nó bán bao nhiêu. Chuyến tàu nhỏ bắt đầu di chuyển. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tắt, ai ai tắt giùm mới. Bạn Huyền Trần này đang bật mic này. Linh ơi. Tắt rồi anh ơi. Ok. Anh ơi, anh ơi. Ok. Thank you. Máy đã bị đơ rồi. Anh là ví dụ như là tìm cái sản phẩm này đi ha, thì qua bên shop Trung Quốc xem coi là cái sản phẩm này bên đấy nhập về cái tay của mình là bao nhiêu, ok không ạ? Đó mình xem, đầu tiên là mình copy đi ha. Mình copy ý tưởng của người ta đấy, mình thấy mình thích thằng này bán ok về
mình cũng đăng lên, mình bán, thằng này đang bán ví dụ như là giá 27.000, ok mình bán 25.000 thôi, kiểu kiểu đấy, nên cách bán phá giá ở Việt Nam mình khôn lỏi là nhiều, ok không? Ví dụ vậy, thời kỳ mình mới thì ok mình bắt buộc phải làm như thế đúng không, để mình có khách hàng thì đồng ý thôi đúng không? Đó là cách đầu tiên. Rồi mình quay lại đây này, cái shop thằng này này mình xem này, trước khi học cách kinh doanh của người ta như thế nào ấy thì mình hãy mua sản phẩm của người ta, mình xem cách người ta chăm sóc khách hàng nó như thế nào, cách gói hàng như thế nào đó, rồi lúc đấy mình áp dụng được vào cái bản thân của mình như thế nào đó thì là tùy thuộc vào của mỗi người, ok không ạ? À? Đăng sản phẩm rất đẹp đúng không, đó làm tăng trí shop rất là ok. Ở đây này mình sẽ có cái mục đó là sản phẩm bán chạy. À, vào shop đúng không? Giống như bên Shopee không? À, giống như bên 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 168 tao bao đúng không? Anh chị cũng thế mà, vào trong shop của người ta, anh chị lọc theo cái sản phẩm bán chạy nhất ở trong đấy là bao nhiêu. Ở đây nó sẽ liệt kê cho mình những cái sản phẩm bán từ trước đến giờ này, sẽ có những cái sản phẩm bán trong vòng 30 ngày nhé. Nếu như cái sản phẩm nào đã bán thì nó sẽ có đã bán trong vòng bao nhiêu ngày nhé. Đây. Sản phẩm này, này đã bán này, 4.000 sale 99 nhá, bán cái ốp lưng nhá. Bán 4.401 sản phẩm. Ok không? Trong tháng này thôi ha. Đó, trong tháng bán nhiêu đây? Trong tháng bán nhiêu đây? 4.000, 4.000. Đây shop ngàn đơn đây, đây gọi là shop ngàn đơn đây. Ok không ạ? À? Đây shop ngàn đơn này. Đó, vào đây mình xem coi, mình tìm kiếm ở bên kia xem cái sản phẩm này là nó sản xuất ở Việt Nam, nó có cái gì đặc biệt không, nó có in tên của người dùng không, nó có cái gì khác so với tất cả các thằng khác không, hay là nó nhập từ bên Trung Quốc về nó bán lại. Đó, nếu như nó nhập bên Trung Quốc về bán lại thì ok mình cũng có thể nhập được với nó đúng không, với số lượng ok như thế nào đấy, vì những thằng này nó nhập với số lượng rất là lớn thì chắc chắn nó sẽ có rất giá rất là tốt rồi đúng không, khi mà anh chị tìm thấy sản phẩm ở bên kia ví dụ giá 10.000 một cái đi, nhưng mà nếu anh chị nhập 1.000 cái hoặc là 10.000 cái đi, giá của nó 1.000 2.000 thôi à, ok không ạ? À? Đó thì về anh chị kinh doanh đó, thì đấy là cách mà lười biếng học theo người ta, đi vào chôm cái sản phẩm người ta, bởi vì những cái sản phẩm, những cái shop như thế này á, họ cái người chủ á, họ có nguyên một đội gọi là đội đi tìm kiếm sản phẩm trend ở bên Trung Quốc ấy. Nên là các anh chị không dành thời gian để tìm kiếm sản phẩm thì các anh chị không 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 cạnh tranh lại nó đâu, ok không? Cái gì cũng thế mà, các anh chị sẽ phải dành rất là nhiều thời gian để làm từ cái bước một đó, cái bước tìm kiếm sản phẩm là nó rất là quan trọng. Sau khi mà anh chị xác định được cái nơi anh chị kinh doanh, thế mạnh của mình, ngành nghề mình kinh doanh rồi thì cái bước tìm sản phẩm là bước cực kỳ quan trọng, bởi vì anh chị chỉ cần tìm được một cái sản phẩm hero thôi, sản phẩm tốt thôi là anh chị có thể kiếm được rất là nhiều tiền bằng cái việc là kinh doanh online đó. Nhìn nhìn cái shop này ví dụ như ok cho là một sản phẩm chỉ bán một lời 1.000 2.000 thôi, thì anh chị thử xem coi là một tháng anh kiếm được bao tiền đó, ví dụ vậy trừ hết chi phí đóng gói đó, lời 1.000 2.000 thôi một sản phẩm thì nó như thế nào, ok không ạ? Những sản phẩm khác hơn, những cái shop khác ví dụ vậy, mình vào mình sờ xem ví dụ như cái sản phẩm ví dụ như hồi nãy cái ốp lưng, cái cục sạc điện thoại dự phòng đó, người thấy đó, biên độ lợi nhuận của nó tầm từng 100.000, nói chung hiện tại bây giờ mà bán trên Shopee hay Lazada mà biên độ lợi nhuận tầm chừng 100.000 là ngon lắm đó các anh chị, ngon lắm nha, 100.000 200.000 là ngon lắm đó. Gọi là sản phẩm chính ấy, chứ không phải là sản phẩm mồi ấy. Ở trong này, này chắc chắn có những sản phẩm anh chị sờ trên bên chỗ Trung Quốc ấy, giá nó còn thấp hơn cơ đó. Nên các anh chị ấy cố gắng hoàn thiện cái kỹ năng tìm kiếm sản phẩm của mình và cách tìm kiếm sản phẩm và cái tư duy tìm kiếm sản phẩm và xác định cái ngành hàng mà mình bán nó như thế nào, và sau đó thì mình sẽ bắt đầu vào vấn đề là kinh doanh, ok không ạ? Ok, đừng cảm ơn tất cả các anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay đã lắng nghe. Ủa, anh không quét được ạ. Mọi người lên trên TikTok của Đường ấy, thì mọi người lên trên TikTok search cái từ Đường Tàu ra, có cái hình mặt ok như này gọi là chính chủ, ok không ạ? Đó. Ok, đừng cảm ơn tất cả các anh chị nhá. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe để chuẩn bị Sài Gòn, hy vọng rằng là sẽ được mở lại một ít, và mình cũng có bây giờ
Các anh chị ở quê có thể lập shop ở quê bán được mà. Ok không? Mình khoanh vùng lại mình bán, chỉ bán ở khu vực hay khác thôi. Ví dụ vậy. Ok. Cảm ơn anh. Rồi cảm ơn Đường hôm nay, buổi chia sẻ hôm nay á. Rồi cảm ơn Linh luôn nha. Cảm Dạ. ơn Đường, cảm ơn Linh. Ok, em cảm ơn tất cả các anh chị nhá, có mặt trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Ok, hẹn anh chị vào một buổi nào đấy gần nhất. Ok, có thể chia sẻ sâu hơn dành cho tất cả các anh chị mà đã có sản phẩm rồi và cách kinh doanh thì Đường có thể hỗ trợ cho các anh chị sâu hơn. Còn ngày hôm nay thì nó khá là basic ấy, dành cho những người mới ấy. Nên là cái gì mà anh chị học hỏi được thì ok, cố gắng ghi lại. Còn cái gì mà đừng có chia sẻ mà không đúng với cái quan điểm của anh chị thì ok, vui lòng bỏ qua giúp Đường nhá. Ok không ạ? Dạ ok anh. À, mọi người có cần hỗ trợ vấn đề gì thì mọi người có thể comment ở trong nhóm Zalo á, thì anh Đường với nhân viên Đường sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho mọi người nhé. Dạ cảm ơn mọi người đã tham gia cái buổi chia sẻ hôm nay Ok. nhé. Ok, cảm ơn Linh. Cảm ơn tất cả các anh chị. Chúc anh chị có một buổi tối ngon giấc. Ok, hẹn gặp lại anh chị vào một ngày gần nhất nha. Mình xin phép mình hỏi nhanh bạn một tí là hiện tại với những ba cái app mà sàn thương mại thử bên Trung Quốc ấy, khi mà mình tải về ấy, thì mình vào nhưng mà nó là toàn tiếng Trung Quốc, mình chưa biết sử dụng cái gì, không biết là mình có thể chụp ảnh lại và mình gửi riêng qua Zalo cho bạn để bạn hướng dẫn mình được không? Ok, đơn giản mà. Đừng nói là tất cả những cái app á, 168 tao bao á, đều là tiếng Trung Quốc hết. Ok không ạ? À? Từ tiếng Trung Quốc hết. Thì mọi người á, có thể lên trên app. Đây này, đây bây giờ đừng sẽ chỉ cho mọi người này. Mọi người lên trên Apple Store hoặc là CH Play á, gõ cái app Nipot. Thì cái app đó là cái app đặt hàng ở bên công ty Đường. Thì mọi người á, sẽ dùng cái app đấy. Mọi người chỉ việc là tìm sản phẩm, copy link vào đấy, nó sẽ dịch hết cho tất cả mọi người, tất cả toàn bộ tính năng. Đó, và các anh chị có thể là search được bằng tiếng Việt luôn ở trên đấy. Thì đấy là cái app mà bên Đường phát triển. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là anh chị nếu mà để tốt nhất ấy, thì anh chị nên xài bằng trên website, bởi vì ở trên website nó sâu được, rất là rộng, rất là nhiều chi tiết để các anh chị có thể đánh giá được cái cửa hàng này nó như thế nào. Còn khi mà anh chị đã tìm thấy sản phẩm, ví dụ như ok tìm thấy sản phẩm rồi và tìm bằng hình ảnh thì xài bằng 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 điện thoại thì nó tốt hơn. Nó tốt hơn, nó lát nhanh hơn ở trên web, bởi vì hiện tại giờ do đường truyền ở Việt Nam ấy, nó đang chặn, nó bị cáp quang, nó bị cá mập cắn, nên là việc sợt hôm nay rất là may mắn là đường thao tác với mọi người và không bị lag nhiều. Còn mà bình thường làm nó sẽ bị lag rất là nhiều nếu như qua Zoom như thế này đó, thì hôm nay thực sự là cũng rất là may mắn đấy. Vâng, ok anh ạ, em cảm ơn anh, chào anh Nhá Linh. ok nhá, ok nhá, có gì thì Vâng. mọi người cứ vào đấy nhá. Nipot, Dạ, Nipot, xin phép mọi người đừng gọi đường bằng thầy nhá. Tại vì đường không dạy, đường không bán khóa học gì cả. Nay đường chỉ chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người thôi. Ok không ạ? anh Đường ơi, cái tên iPod đấy là chữ nai trong Nai cái trong con giống nai, thương nai hiệu. trong con nai á, nai trong con À, nai ghi tiếng Việt chứ không phải là nai là số vâng. 9 đâu. Và em đang lại tưởng là cái Nike giống kiểu Nike, cái thương Ok. hiệu Nike. Và Đó. ok, em cảm ơn anh ạ. Ok, mọi người còn câu hỏi gì nữa không? Anh cho em hỏi cái công cụ mà tìm kiếm bằng hình ảnh qua web Taobao ấy ạ? Cái công cụ tìm kiếm bằng hình ảnh qua web Taobao đúng không? Dạ vâng ạ. Ok, mọi người vào cái trang đây này, đường sâu cho mọi người luôn nè. Chờ đợi xíu nha, đường đang 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 lấy. Chờ đợi một tí, chờ đợi một tí. Máy đang bị đơ mới đau. Chán.
Anh gửi link vào trong nhóm Zalo có gì nhân viên hỗ trợ sau chứ bây giờ nó có chạy đâu. Ok. Rồi được, vừa mới gửi đến link chat đấy thì mọi người vào đấy mọi người đọc hoặc mọi người vào link Zalo nhá, tôi sẽ gửi vào link Zalo cho mọi người nhá. Ok không ạ? Hey, ok. Vâng, em cảm ơn ạ. Đấy, ok mọi người. Ok, cảm ơn tất cả các anh chị nhá. Ok. Rồi cảm ơn mọi người ạ. Thì buổi chia sẻ hôm nay xin được phép kết thúc á. Thì mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn vào nhóm để anh Đường hỗ trợ nhé. Thì mấy cái link này Đường viết ở Đường sẽ gửi cho mọi người vào trong nhóm Zalo ạ. Rồi cảm ơn mọi người đã tham gia vào buổi tối hôm nay ạ. Chúc mọi người kinh doanh sẽ thành công. Ok, cảm ơn em Linh xinh đẹp. Chúc mọi người tìm kiếm được sản phẩm tốt để kinh doanh kiếm tiền ăn Tết, chứ năm nay ăn Tết hơi lâu. Rồi, chào mọi người, em tắt luôn nha mọi người.